Hello. Vâng, Ngọc Bình mến chào tất cả quý vị các bạn quay trở lại chương trình live stream của Ngọc Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, như Ngọc Bình đã thông báo trên tường cá nhân vào 20:30 ngày hôm nay thì Ngọc Bình sẽ tiếp tục live stream. Và ngày hôm nay Ngọc Bình sẽ bật mí cho quý vị các bạn một trong những chủ đề vô cùng hấp dẫn, vô cùng tuyệt vời. Đó là chúng ta sẽ học được gì từ trẻ nhỏ. Vâng, quý vị các bạn thân mến, như chúng ta thường thấy rằng là chúng ta sẽ học được rất là nhiều từ người lớn hay là từ những người mà chúng ta đã gặp. Và mỗi người chúng ta quen biết nhau đó là một cái duyên, và chúng ta sẽ được học từ tất cả những mối quan hệ như vậy. Và tuy nhiên ngày hôm nay thì Ngọc Bình sẽ chia sẻ cho quý vị một trong những câu chuyện tại sao mà chúng ta lại cần phải học từ trẻ nhỏ. Vâng, câu chuyện nó như thế nào thì ít phút nữa thì chúng ta cùng nhau giao lưu. Vâng, trong một buổi tối thứ bảy tuyệt vời như thế này thì quý vị không quên, chúng ta hãy lựa chọn cho mình một nơi thật là thoải mái và đón nhận những thông tin, và chúng ta hãy cùng nhau giao lưu. Vâng, xin chào Hoa Hoa, xin chào em Kiều Phượng, xin chào em Thủy Mai, xin chào Trần Thắng. Vâng, quý vị các bạn, chúng ta đã và đang theo dõi live stream của Ngọc Bình thì quý vị không quên, chúng ta hãy gửi lời chào đến Ngọc Bình để Ngọc Bình biết rằng quý vị đang hiện diện tại live stream này. Cũng như là Ngọc Bình thì có thể thấy được quý vị và Ngọc Bình gửi lời chào đến quý vị, đúng không ạ? Vâng, xin chào Bảo Trinh. Vâng, xin chào anh. Vâng, xin chào anh Đỗ Tư. Vâng, ngày hôm nay thì quý vị đã thấy rằng là có các phái đoàn cổ đông đã có mặt tại Dubai. Và chúng ta sẽ chờ đợi những thông tin tuyệt vời từ cổ đông đang có mặt tại Dubai, cũng như là trong thời gian một vài ngày tới sẽ sang bên Sara để cùng trải nghiệm con tàu, cũng như là được gặp gỡ ngài Anatoly Zhutkin. Vâng, thì trong lần này thì Ngọc Bình không sang. Vâng, Ngọc Bình có chút công việc không sang, và có thể theo một cái kế hoạch rất có thể là Ngọc Bình sẽ sang vào tháng 4. Vâng, đây là cái kế hoạch của Ngọc Bình đặt ra. Và trong tầm khoảng tháng 4 năm nay thì chúng ta, nếu như quý vị sang được bên Sara thì rất có thể chúng ta sẽ được trải nghiệm trên con tàu 25 chỗ. Vâng, và tầm tháng 4 thì cũng có thể là diễn ra EcoFest. EcoFest hàng năm, mà chúng ta được biết rằng đây là một lễ hội để tổ chức cho các quý nhà đầu tư cũng như quý vị cổ đông để chúng ta gặp gỡ và giao lưu trên mọi miền, đúng không ạ? Và trên toàn thế giới. Và chúng ta rất là mong chờ nhiều những thông tin tuyệt vời từ các quý cô chú chị đang có mặt tại Dubai, cũng như là sắp tới sẽ có mặt đưa tin trực tiếp từ Sara, Trung tâm Kiểm tra và Thử nghiệm Công nghệ USKY. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Và trong thời gian ngày hôm nay chúng ta đã thấy những thông tin rồi, những live stream của quý cô chú đang được tham quan, được đi tất cả những cái địa điểm, những cái danh lam tuyệt vời tại Dubai. Và Ngọc Bình cũng đã được sang Dubai vào tháng 3 năm 2022 rồi. Thì Ngọc Bình cũng đã có những cái trải nghiệm riêng. Đó là vô cùng tuyệt vời, một nơi rất là giàu có, một nơi rất là đẹp, và đặc biệt là rất là sạch. Đường phố rất là sạch, rồi có những cái mà có thể nói rằng là không thể tưởng tượng được. Chúng ta có thể nói rằng chỉ có Dubai mới có thể làm được điều này. Và ở Dubai có một bộ có thể gọi là bộ không gì là không thể, đúng không ạ? Và những gì nhất thì chúng ta thường thấy nó xuất hiện ở Dubai. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy các cổ đông vô cùng tuyệt vời khi được trải nghiệm tại đó. Vâng, em xin chào anh Thi, đúng không ạ? Một trong những cổ đông tuyệt vời. Chúng ta hãy dành cho nhau ít phút. Vâng, ít phút nữa thôi ạ. Chúng ta hãy dành cho nhau ít phút để chúng ta hãy chia sẻ giúp Ngọc Bình một vài lần trên các group cũng như là trên các trang cá nhân, để một ngày thứ bảy, một buổi tối thứ bảy thật là thú vị như thế này. Vâng, một buổi tối thật là tuyệt vời như thế này. Nếu như quý vị có mặt ở đây thì chắc chắn đó sẽ tạo thêm những động lực, những niềm vui cho Ngọc Bình để có thể là đưa hết tất cả những cái năng lượng tuyệt vời nhất để chia sẻ với quý vị, đúng không ạ? Câu chuyện ngày hôm nay Ngọc Bình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là tại sao chúng ta lại cần học từ trẻ nhỏ. Và sau đó thì Ngọc Bình sẽ chia sẻ quý vị rằng là chúng ta sẽ đi tìm hiểu bản đồ tài chính, bản đồ thành công như thế nào. Vâng, kim chỉ nam cho chúng ta như thế nào. Vâng, chính xác anh ạ. Em vâng, sau Tết thì có thể là chúng ta nói là chúng ta ăn Tết, như khả năng là đối với Ngọc Bình là Tết ăn, đúng không ạ? Ngọc Bình béo lên khả năng là cũng lên được đến 4-5 kg đấy ạ. Vâng, có lẽ rằng là đây là đang cái đà rất là tăng cân. Thì Ngọc Bình được biết rằng là khi mà càng tăng cân, đúng không ạ? Càng mập lên, càng béo lên thì sẽ tỷ lệ thuận với việc là sao ạ? Cái nguồn tiền và tài chính chúng ta dồi dào hơn, đúng không ạ?
Vâng, đó là câu chuyện vui thôi. Thì Ngọc Bình nghĩ rằng không chỉ riêng Ngọc Bình, tất cả các quý cổ đông khi mà nắm giữ cổ phần tập đoàn eSky thì chắc chắn trong một tương lai rất là gần thôi. Trong một tương lai rất là gần thôi thì chúng ta sẽ trở nên vô cùng là giàu có, và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ tự do về thời gian và tự do về tài chính. Đặc biệt hơn thì chúng ta tự do về thời gian, chúng ta làm những điều mà chúng ta mong muốn, chúng ta làm những điều mà chúng ta thích, và đặc biệt hơn thì sao ạ? Chúng ta có thể là có được tự do thời gian hay là tự do tài chính, thì chúng ta có thể là làm những việc mà ý nghĩa cho gia đình, cho người thân chúng ta, cho bố mẹ chúng ta. Chúng ta có thể báo hiếu cho cha mẹ chúng ta, hay là chúng ta đi làm từ thiện. Điều này rất là quan trọng đúng không ạ? Vâng, em xin chào anh Lương Bá Phương đẹp trai. Vâng, anh Phương chắc chắn là số 1 rồi, đúng không ạ? Anh Phương đẹp trai số 1 thì Ngọc Bình số 2 thôi, đúng không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã vào theo dõi ủng hộ livestream của Ngọc Bình rồi. Vâng, quý vị hãy tag tên các nhà đầu tư giúp cho Ngọc Bình vào đây ạ. Quý vị chờ tí ạ. Sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ tự do mình vào đây. Vâng, quý vị chờ Ngọc Bình một chút. Ngọc Bình sẽ block, vâng, block một một đối tượng đúng không ạ? Nó vào phá đám. Và Ngọc Bình sẽ cho bay màu đúng không ạ? Ok. Ngọc Bình luôn nói rằng là gì ạ? Trong cái công việc của chúng ta thì chắc chắn là sẽ có những đối tượng phá đám, cũng như là gì ạ? Đối với Ngọc Bình nghĩ rằng là nó giống như là một ngôi nhà của chúng ta thôi. Một ngôi nhà mà chúng ta muốn chứa rác hay là chúng ta muốn bỏ rác ra khỏi nhà, đó là quyền của chúng ta. Và tất cả những ai mà muốn đón nhận cơ hội, muốn lắng nghe hay theo dõi livestream, hay là những ai mà loại bỏ được cái tôi của mình ấy. Vâng, loại bỏ được cái tôi của mình ấy, thì chắc chắn thì Ngọc Bình sẽ để, và những ai mà giống như là rác ấy, Ngọc Bình sẽ hót rác ra khỏi nhà ngay. Và Ngọc Bình đã block một đối tượng đã định vào phá đám rồi, không có cơ hội đâu ạ, đúng ạ, không có cơ hội để cho chúng ta có thêm nhiều năng lượng hơn. Và cái điều này thì Ngọc Bình thường xuyên gặp phải chứ không phải chỉ riêng bây giờ. Thì Ngọc Bình đã cùng với tập đoàn Indiscount cũng như với lại quỹ từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019 đến nay, thì hiện nay cũng đã bước sang năm thứ 5 rồi. Và cái điều này thì Ngọc Bình thường xuyên gặp, mà nó là chuyện quá nhỏ đúng không ạ? Khi mà chúng ta còn nhiều những đối tượng phá đám, hay là khi mà chúng ta còn nhiều những tranh cãi, thì chắc chắn đó là cơ hội của chúng ta, nên chúng ta không quá bận tâm đúng không ạ? Và quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay, thì quý vị các bạn hãy lựa chọn cho mình một nơi thật là tuyệt vời, và chúng ta hãy lựa chọn cho mình một đồ uống có thể là gì ạ? Chúng ta mong muốn. Ví dụ như là Ngọc Bình thì luôn đây ạ, Ngọc Bình luôn sử dụng là uống trà đấy ạ. Vâng, xin mời quý vị để chúng ta cùng nhau trò chuyện đúng không ạ? Vâng, em xin chào anh Duy Đường. Chúng ta hãy dành cho nhau một phút nữa để chúng ta nói cái câu chuyện ngày hôm nay. Tại sao chúng ta phải học từ trẻ nhỏ? Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ tiếp theo đó là gì? Và tất cả những cái gì hay nhất thì Ngọc Bình thường nói rằng là để đến cuối chương trình livestream. Và chắc chắn là quý vị yêu mến Ngọc Bình thì chúng ta đừng rời khỏi chiếc màn hình điện thoại của chúng ta đừng rời khỏi chiếc màn hình laptop của chúng ta để cùng nhau trò chuyện. Và trong quá trình giao lưu, nếu quý vị gặp bất kể những khó khăn gì hay là những câu hỏi gì còn băn khoăn về dự án, về tập đoàn UST, thì quý vị có thể đặt câu hỏi ở đây để Ngọc Bình có thể là giải đáp cho quý vị, đúng không ạ? Và Ngọc Bình có thể giải đáp cho quý vị tất cả những câu hỏi mà quý vị quan tâm. Và em xin chào chị Nguyễn Thu. Xin chào tất cả quý vị, xin chào anh Nguyễn Văn Ánh đúng không ạ? Rất là nhiều quý cô chú anh chị rồi. Quý vị có nghe rõ không ạ? Nếu quý vị nghe rõ thì có thể comment giúp Ngọc Bình ạ. Quý vị đang nghe rất là rõ hay là quý vị đang nhìn rất là rõ để Ngọc Bình có thể bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay được không ạ? Vâng, xin chào em Nguyễn Ngọc Trai. Chúng ta đang rất là mong chờ con tàu của chúng ta, con tàu 25 chỗ, và sẽ được vận chuyển tới Sara trong một cái thời gian nhanh nhất, để từ đó đưa lên đường thử 2,5 km để được chạy thử nghiệm. Và từ khi mà chúng ta đưa lên đó thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ được chứng nhận để đủ các cái điều kiện an toàn đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Ngọc Bình thấy rằng là sự xuất hiện của anh William Huy Hoàng, cổ đông rất là VIP từ thị trường của Mỹ, và hiện nay cũng đang có mặt tại Dubai rồi. Nhưng tuy nhiên là anh William Hoàng
cũng đã dành thời gian và theo dõi live stream của Ngọc Bình, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và không biết là anh William Hoàng có sẵn sàng giao lưu với Ngọc Bình trong ít phút đầu giờ không ạ? Nếu mà anh sẵn sàng thì có thể là Ngọc Bình mời anh để giao lưu một chút đầu giờ về cái không khí rồi là tất cả những cái thông tin mà các cổ đông đang có mặt ở Dubai, đúng không ạ? Vâng anh nha, nếu anh William Hoàng sẵn sàng thì có thể comment cho Ngọc Bình ạ. Thì Ngọc Bình xin mời anh cùng giao lưu ít phút đầu để chúng ta có thể đón nhận những thông tin tại Dubai, đầu cầu Dubai, để xem hiện nay thì các cổ đông đang làm gì và trong thời gian nào thì các cổ đông, vâng, trong thời gian nào thì các cổ đông di chuyển từ Dubai sang bên Sharjah, và Dubai cách Sharjah khoảng gần 50 km, chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ thôi. Vâng, Ngọc Bình xin kết nối với anh William Hoàng để chúng ta xem. Vâng, anh William Hoàng giao lưu suốt à, lên xe buýt ạ. Vâng, không sao, chúng ta cứ giao lưu một chút, nếu ok thì chúng ta tiếp tục, không thì chúng ta sẽ chờ đúng không ạ? Ngọc Bình xin mời anh William Hoàng nhé, để chúng ta giao lưu một chút. Rất là hy vọng chúng ta sẽ kết nối với anh William. Rất chia sẻ biết càng vui đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy được cái không khí của các cổ đông như thế nào. Vâng, xin cảm ơn. Và xin cảm ơn quý vị đã tag tên các nhà đầu tư và chia sẻ giúp Ngọc Bình ạ. Xin chào anh Huy Tiệp, cổ đông vô cùng tâm huyết. Vâng, đang kết nối với anh William Hoàng, không biết là có kết nối được không. Ngọc Bình được biết là ở Dubai cái gì cũng nhất, tuy nhiên có một cái nó không nhất, đó là gì ạ? Đó là mạng wifi đúng không ạ? À đây, hello anh. Hello Vâng. rồi để mình quay cái màn, để mình quay cái màn hình lại, để mình khúc nào để mình quay cái màn hình lại đâu ta. Vậy vậy sao quay màn hình đây? Đây 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 rồi, đây là tất cả những cổ đông. Ngọc Bình đang livestream, mọi người chào Ngọc Bình có nha. Tất cả mọi người đang chào Ngọc Bình đó. Rất là vui đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn anh William Hoàng cùng với đoàn cổ đông. Thì không biết là quý vị có nhìn rõ không ạ? Ở phía bên Ngọc Bình thì đang nhìn thấy là dừng hình, nhưng mà có lẽ ở trên Facebook thì vẫn đang nhìn rõ rất là đoàn. Đây Ngọc Bình có nhìn thấy tất cả anh chị em ngồi sau trên xe buýt không ạ? Anh Huy có nghe rõ em không ạ? Nghe rõ nhưng mà không biết là mạng bên này nó bị yếu quá, có nghe được không Ngọc Bình? Ok nha, không rõ anh ạ. Thì anh có thể là phát biểu cảm nhận của anh cũng như là đoàn sang Dubai lần này, và anh có phải đây là lần đầu tiên sang Dubai không ạ? Thật sự mà nói thì cảm Cảm ơn thấy Ngọc Bình. Trước hết thì mình cũng xin chào Top Expert Ngọc Bình và tất cả những anh chị đang coi livestream của Ngọc Bình và đang theo dõi livestream của Ngọc Bình. Thì mình tên là William Huy Hoàng, thì mình lần đây là lần đầu tiên mình đi vào bên được công ty, có nghĩa là lần đầu tiên đi đến Dubai và tham quan và trải nghiệm ở cái con tàu ở trong công ty. Thì trước đây mình cũng đã có được nhận được những cái giải, có nghĩa là tất cả những giải mà công ty đưa ra thì mình đã thắng hết, nhưng mà không có cơ hội để mình đi. Nhưng mà lần này mình đã sẽ quyết định đi, tại vì không biết bao lâu mình sẽ mới có được cái cơ hội đó. Nhưng mà ngày hôm nay mình thu thập rất là nhiều cái thông tin, những cái thông tin những anh chị đang đầu tư hả, những anh chị đang đầu tư thì anh chị yên tâm, và những gì nhà sáng lập Anthony Yunitsky đã có nói rằng như vậy, những gì anh chị có ở trong đây là đều là của anh chị, tôi là những người chỉ cần làm việc cho anh chị mà thôi. Đó, tất cả những đây là mồ hôi công sức của anh chị đang đầu tư vào, và anh chị hãy tin tưởng cái dự án này đi, sớm muộn là chúng ta sẽ thành công, và đặc biệt năm 2023 này là bước ngoặt của sự phát triển của USD. Đó, thì ở trong đây thì mình chuẩn bị mình đi vào cái cầu hầm, không biết có nghe được rõ có bị đứng hay không, và nếu lỡ nó có đứng thì mình sẽ trở lại sau với lại Ngọc Bình. Nhưng mà sẵn đây trên livestream thì để biết về USD, về Skyway, mình nói Skyway cho nó vẽ ha, là USD đó. Thì mình đã gia nhập vào đây là khoảng 2 năm, nhưng mà khi mình gia nhập vào đây á cũng được 2 tháng 3 tháng thì thật sự mình không biết bất cứ là cái gì hết, và mình cũng được nhờ tới Ngọc Bình để chia sẻ cho mình, cho dù Ngọc Bình không phải là người đứng ra tài trợ cho mình, nhưng mà Ngọc Bình đã chia sẻ tất cả những thông tin mà Ngọc Bình có thể biết được để mình có thể áp dụng với cái công việc và hiểu về cái USC này đầu tư đó. Cho nên là mọi người rất là yêu mến Ngọc Bình, và mỗi ngày mình đều theo Ngọc Bình, cho dù hiện tại mình đang ở Dubai, đang ở ngay công ty, đang có những cái sản phẩm, đang trải nghiệm những sản phẩm, nhưng mà vẫn khi mình mở lên mình thấy Ngọc Bình đang livestream, mình vào là phải ủng hộ Ngọc Bình liền. Thì nhớ chị mình đang online của Ngọc Bình, anh chị có thắc mắc gì cứ liên lạc vào Ngọc Bình,
đó, thì Ngọc Huyền sẽ không ngại cho anh chị đã có đầu tư, chưa đầu tư hoặc là có băn khoăn bất cứ gì, Ngọc Huyền sẽ chia sẻ giúp cho chị. Ngoài ra thì bây giờ là trên đường xe đất đi thì có nhiều cái mình tế nhị mình không thể chia sẻ được, thì mình sẽ chia sẻ với Ngọc Huyền để Ngọc Huyền có thể chia sẻ lại cho chị, vì Ngọc Huyền có một cái cách nói và một cách cứ nghĩ là làm sao cho nó hấp dẫn hơn. Đó, tại vì giống như mình nói với chị một câu chuyện có thể 10 phút, nhưng mà Ngọc Huyền có thể tóm tắt nói chuyện trong gần 2 phút thì chị sẽ rất là hiểu. Nhưng mà anh chị yên tâm, hiện tại mình đang ở bên Dubai, ok, mình đã thấy được tai nghe mắt thấy tai đụng, thì anh chị vẫn yên tâm. Đây anh chị đang đây đó, rất là kẹt xe bên này đó, và cố gắng anh chị đang đi về. Thì sau đó okay, thì mình sẽ quên một ngày mình sẽ alo với Ngọc Huyền và mình sẽ lên chia sẻ. Ok, em sẽ hỏi anh một chút, cái này nó sẽ không liên quan đến việc tế nhị. Em được biết rằng là anh đã vào tham quan được bảo tàng tương lai, thì có lẽ rằng là anh có nêu một chút ý tưởng của mình ở bảo tàng tương lai không ạ? Em nói sao anh không nghe được? Được biết là anh cùng với đoàn đã được vào thăm bảo tàng tương lai ở Dubai, thì em có thể chia sẻ một chút ấn tượng của mình trong bảo tàng tương lai quý vị đang rất là tuyệt vời. Khi mình nghe tới bảo tàng tương lai, mình nghĩ rằng một cái gì đó nó sao đó mình không hiểu được, nhưng mà khi mình bước vào từng cái cửa đầu tiên mình bước vào, mình cảm nhận đây là nhà của mình, vì tất cả những cái gì mình thấy trong đó nó có liên quan tới Spaceway, những cái thành phần mà nhà sáng lập Anatoly Yunitsky đang có và đang áp dụng vào một cái thành phần đó, rất là hay. Từ những cái con tàu ra vũ trụ, những cái nơi người ta ở ngoài không gian giống như ở mặt trăng rồi này nọ đó, hay là những cái nó gọi là gì những cái địa cầu khác nhau, thì nó đều có liên quan từ hình ảnh, cái cách gọi là sử dụng cái công nghệ nó y chang như Spaceway của mình như vậy. Đó. Khi anh chị nhìn vào Spaceway, anh chị không hiểu, hoặc là anh chị nói cái giống như là mình chưa có biết rõ về cái thành phần đó, thì anh chị có thể coi lại cái đoạn phim của mình quay ở trong đó, thì anh chị sẽ mường tượng ra nó rất là giống. Ngoài ra mình có nhận được vài cuốn sách gọi là rất là đặc biệt, cho nên là lần này mình về thì mình sẽ cho anh chị thấy nhiều hơn về Spaceway và hình ảnh ở trong công viên bảo tàng. Và rất là tuyệt vời, em xin cảm ơn anh và chúng ta sẽ gặp lại nhau, vì hiện nay em được biết anh đang di chuyển nên là cũng không được thuận tiện lắm, đúng không ạ? Rất là cảm ơn anh và xin chúc anh đoàn cổ đông có những chuyến trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và anh có thể bật mí một chút được không ạ, thì ngày nào thì đoàn sẽ sang bên Sara để gặp chủ tịch ạ? Ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay mới gặp xong ạ? Mới gặp xong ngày hôm nay, và ngày mai sẽ có lịch để ăn chung. Và ngày 14 sẽ tái gặp lại thêm một lần nữa. Vâng, xin chúc mừng ạ. Chắc là có lẽ anh William Hoàng cũng như là các cổ đông cũng vẫn đang còn rất là xúc động, đúng không ạ? Đúng. Và đúng anh rồi. William Hoàng đúng. Là một cổ đông rất là lớn và cũng đang đứng những cái top 5 đúng không ạ? Và top 10 với top 10 đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh. Top 10. Và em sẽ hẹn gặp lại anh vào những cái khác. Cảm ơn anh. Rồi, bye bye Ngọc Vân. Vâng, quý vị các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa được giao lưu một chút với lại anh William Hoàng. Anh là một cổ đông cũng rất là lớn và cũng đang phát triển vốn với tập đoàn. Hiện nay là anh cùng với đoàn cổ đông Việt Nam cũng như là tất cả các cổ đông đang có mặt, và anh vừa chia sẻ chúng ta một chút là đã gặp gỡ được ngài chủ tịch, đúng không ạ? Và đã sang bên Sara và ngày mai sẽ được dùng bữa tối thân mật với ngài Diễn Kỳ. Và có lẽ như giống như Ngọc Bình cũng như là quý vị trước kia đã được gặp gỡ ngài Diễn Kỳ cũng như là được trải nghiệm những con tàu, thì đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp, đúng không ạ? Và thì quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta quay về chủ đề Ngọc Bình, đó là gì ạ? Đó là chúng ta học được gì từ trẻ nhỏ. Và quý vị có thể comment cho Ngọc Bình rằng là chúng ta thường nói rằng gì ạ? Chúng ta thường nói rằng là chúng ta học người lớn này, chúng ta học rất là nhiều này, chúng ta nhưng tuy nhiên thì có những thứ mà chúng ta cần học ở trẻ nhỏ. Thì theo như quý cô chú anh chị, quý vị các bạn, thì chúng ta học được gì từ trẻ nhỏ ạ? Chúng ta thì comment được không ạ? Ngọc Bình thấy là rất là hay, và tại sao ngày hôm nay Ngọc Bình live stream để quay trở lại câu chuyện và chúng ta học được gì từ trẻ con. Và trước kia thì chúng ta từ trẻ con, đúng không ạ? Và chúng ta có rất là nhiều cái, những cái điều vô cùng là tuyệt vời. Và do cuộc sống này, và mỗi ngày mà chúng ta lớn lên thì cái sự hồn nhiên, sự ngây thơ và những cái bài học từ trẻ nhỏ thì tự dưng là chúng ta quên, chúng ta lãng quên đi.
Tuy nhiên thì ngày hôm nay Ngọc Bình muốn nhắc lại cho chúng ta là chúng ta cần học được những điều gì từ trẻ con hay là từ trẻ nhỏ rất là đáng yêu, đúng không ạ? Ok, vâng, trở lại như tờ giấy trắng, chính xác anh Phương. Chúng ta thấy rằng là giống như đúng ạ, giống như là chúng ta học đầu tiên là gì ạ? Ở trẻ con thì Ngọc Bình thấy rằng là cái đầu tiên ấy thì trong trắng đúng không ạ, rất là trong sáng, và chúng ta thấy giống như anh Phương đã comment là trở lại tri thức, trở lại như tờ giấy trắng có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta luôn luôn là học hỏi đó, chúng ta luôn luôn học hỏi. Em hiểu nói rằng là học bò rồi học đi ngã rồi biết đứng dậy, rất là cảm ơn em. Chính xác là như vậy, chúng ta có rất là nhiều cái để chúng ta học từ trẻ con, thì Ngọc Bình sẽ phân tích từng cái để chúng ta cùng nhau giao lưu, đúng không ạ? Đầu tiên thì giống như anh Phương đã comment là chúng ta giống như mà quay trở lại một trang giấy trắng, rất là ngây thơ. Và hiện nay cũng vậy, thì tuy chúng ta đã lớn rồi nhưng mà mình nghĩ rằng là chúng ta cũng học ở cái đức tính của trẻ con, đó là gì ạ? Giống như là một tờ giấy trắng, hay là chúng ta giống như là gì? Giống như là chúng ta luôn luôn học hỏi như một ly nước dẫm. Đó, chúng ta luôn luôn cho mình một cái trạng thái là một ly nước dẫm để từ đó thì chúng ta học hỏi được nhiều hơn. Mặc dù có thể là chúng ta sẽ biết rồi, nhưng trong một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta với một cái trạng thái, với một cái tâm thái tốt nhất để chúng ta mong muốn học hỏi, đó là một tâm thái, trạng thái như ly nước dẫm. Và quý vị cũng thấy rằng nếu như chúng ta mà luôn luôn nói rằng là tôi biết rồi, đúng không ạ, thì chắc chắn nó đồng nghĩa là gì ạ? Tôi biết rồi có nghĩa là tôi đã chết rồi, là tôi toi rồi, thì chúng ta sẽ không thể nào dung nạp được những kiến thức mà ngoài kia còn rất là rộng lớn, còn rất là bao la. Ngọc Bình thường chia sẻ với quý vị rằng là những cái hiểu biết của chúng ta thì nó giống như là hạt cát trong sa mạc thôi, còn nó cũng giống như là những cái giọt nước giữa đại dương mênh mông mà thôi. Nên là mỗi lần thì chúng ta học hỏi thì chúng ta luôn luôn ở một trạng thái giống như là ly nước dẫm, để từ đó chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn. Và mỗi một mối quan hệ đi qua chúng ta, hay là mỗi mối nhân duyên làm quen xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, đó là chúng ta đều là những người thầy, đúng không ạ? Mỗi người đi qua chúng ta đều là những người thầy, chúng ta có thể là học hỏi được từ họ rất là nhiều những kinh nghiệm, và có thể là chúng ta học hỏi được từ họ được nhiều thứ mà chúng ta chưa thể biết được, phải không ạ? Và cảm ơn anh Phương, đó là một cái comment vô cùng tuyệt vời. Hãy luôn luôn học giống như trẻ nhỏ, là một tờ giấy trắng, một trạng thái là ly nước rỗng. Và đối với tất cả quý vị các bạn, nếu như mong muốn đón nhận cơ hội để chúng ta thay đổi cuộc sống thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta hãy dẹp cái tôi của mình đi, phải không ạ? Chúng ta hãy dẹp cái tôi của mình đi. Đến Ngọc Bình còn nhớ một câu nói của một cổ đông tập đoàn SK, trong cái cuộc gặp gỡ thì cô có nói rằng là chúng ta hãy đạp cái tôi của mình xuống tận đáy cùng để làm gì ạ? Để từ đó thì chúng ta mới có thể đón nhận được cơ hội. Và Ngọc Bình biết rằng khi mà quý vị chia sẻ cho ai đó cái cơ hội nắm giữ cổ phần Invicai, thì rất có thể nhiều nhà đầu tư, hay là có thể là ngoài kia rất là nhiều người có thể là không trân trọng cơ hội này, vì họ có thể họ nghĩ rằng là mình chia sẻ cho họ, thứ nhất là người chia sẻ được cái gì, đầu tiên là như vậy, cái thứ hai là họ nghĩ rằng là họ có những cái hiểu biết, họ để cái tôi họ cao, họ có sự hiểu biết và họ có gì ạ, họ có bằng cấp cao hơn đó. Có rất là nhiều người như vậy, họ có bằng cấp cao hơn, họ không đón nhận cái cơ hội này. Và chính vì vậy thì sao? Chính vì vậy thì họ luôn luôn bị đánh rơi mất cơ hội. Có thể nói rằng gì ạ? Có thể nói rằng là họ bằng cấp cao hơn nhưng có thể họ chỉ giỏi trong một cái chuyên môn của họ mà thôi. Còn những ai, những cổ đông mà đã tâm huyết, đã chia sẻ cơ hội nắm giữ cổ phần Invisky ấy, thì họ đã là tâm huyết với công nghệ, họ tâm huyết với dự án, họ tâm huyết với ngài chủ tịch, đúng không ạ? Và họ sẽ tìm hiểu rất là sâu sắc về vấn đề này, đúng không ạ? Chính vì vậy nên thì chúng ta hãy luôn luôn một cái tư thế, một cái tâm thái, đó là gì ạ? Là một ly nước rỗng để đón nhận được những thông tin, và hãy dẹp cái tôi của mình đến tận đáy cùng để chúng ta đón nhận cơ hội, phải không ạ? Vâng, điều đầu tiên là chúng ta học đơn giản thôi ạ, đó là chúng ta hãy luôn luôn là một ly nước rỗng, ở đâu chúng ta cũng cần phải học. Mỗi người đi qua chúng ta sẽ để lại cho chúng ta một bài học, và chúng ta cũng có thể là học từ những thất bại của người khác, phải không ạ? Ví dụ như là chúng ta có thể học từ thất bại người khác, hoặc là chúng ta cũng học từ những trải nghiệm thất bại của chính bản thân mình. Và Ngọc Bình thấy rằng gì ạ? Ngọc Bình thấy rằng comment của em Bùi Hiểm nói rằng là chúng ta sẽ học từ học mà lẫy, rồi chúng ta sẽ học gì ạ? Học mà bò, chúng ta học đứng, chúng ta học đi, chúng ta học chạy, và chúng ta đương nhiên trong cái quá trình đó thì chúng ta sẽ vấp ngã rất là nhiều lần. Vâng.
vấp ngã rất nhiều lần, nhưng vấp ngã ở đâu thì chúng ta đứng dậy ở đó. Thì ngày càng lớn thì tự dưng là chúng ta lại bỏ cái thói quen đấy, do cái áp lực trong cuộc sống này, rồi do rất là nhiều yếu tố thì tự dưng là chúng ta lại bỏ một cái thói quen này, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, và chúng ta sợ tất cả mọi thứ. Chúng ta sợ và chúng ta không dám đứng lên, đúng không ạ? Chúng ta không dám đứng lên. Lên là sao ạ? Lên là chúng ta thấy rằng là chúng ta đang quên dần những cái bài học từ tuổi nhỏ của chính bản thân chúng ta, hay hiện nay trẻ con cũng vậy. Trẻ con thì học và họ chúng ta thấy rằng là trẻ con thì khi mà bò, đúng không ạ, và lúc nào muốn đứng là học bằng được, mặc dù là học mãi học ngã rồi cũng vẫn đứng được. Và rồi từ việc đứng được rồi là bắt đầu học chạy, học đi, vấp ngã rất là nhiều lần rồi, thất bại rất là nhiều lần rồi, cuối cùng trẻ con vẫn có thể là đi tốt, đúng quý vị? Vâng, trẻ con vẫn đi tốt và cuối cùng là gì ạ? Vẫn chạy rất là nhanh. Nhưng người lớn thì lại khác. Người lớn thì đôi khi bị vấp ngã một chuyện gì đó thì sẽ có thể là ảnh hưởng và thay đổi hoàn toàn, và có khi sẽ không còn đủ những nghị lực để tiếp tục. Và đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư cũng vậy. Ngọc Bình được biết rằng là chúng ta có thể là đã trải qua rất là nhiều lần thất bại ở lĩnh vực đầu tư. Vâng, có rất là nhiều người đã bị thất bại trong lĩnh vực đầu tư. Và bản thân Ngọc Bình cũng vậy, từ năm 2018, đầu năm 2018 thì Ngọc Bình cũng đã đầu tư vào các dự án sân sàn, rồi những cái dự án Ponzi và cũng mất tiền. Tuy nhiên thì sao ạ? Vâng, tuy nhiên thì Ngọc Bình vẫn luôn luôn đi tìm kiếm cho mình một cơ hội để gì ạ? Vì bản chất của đầu tư là gì? Bản chất của đầu tư là nó không phải là tất cả các kênh đầu tư nó đều là xấu, đúng không ạ? Nó chỉ xấu khi mà chúng ta không có đủ kiến thức, và đầu tư nó chỉ rủi ro khi mà chúng ta không có kiến thức. Còn bản chất của đầu tư nó là rất là tốt, nó mang lại cho chúng ta dòng tiền thu nhập thụ động, và nó sẽ giúp cho chúng ta được tự do về thời gian, phải không ạ? Nên là bản chất của đầu tư thì không phải là xấu, mà ở đây do việc là chúng ta thiếu kiến thức, đúng không ạ? Và những năm đầu năm 2018 thì Ngọc Bình khi mà bước từ cái công việc nhà nước, làm công ăn lương ạ, nhà nước ạ, thì bước ra thị trường đầu tư thì đương nhiên nó giống như một cái trang giấy trắng thôi, không hiểu gì về đầu tư. Và chắc chắn khi mà chúng ta không có kiến thức về đầu tư, cũng như là chúng ta lại có thừa lòng tham, thì chắc chắn một điều khẳng định với quý vị rằng là chúng ta sẽ sa chân vào cạm bẫy tài chính Ponzi. Và ở đâu thì chúng ta thấy cạm bẫy tài chính rất là nhiều, nếu như chúng ta không đủ niềm tin, chúng ta không đủ kiến thức để chúng ta phân tích dự án, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải trả giá, đúng không ạ? Và trả giá bằng tiền, và trả giá thậm chí bằng rất là nhiều tiền. Chính vì vậy thì sao ạ? Và chính vì vậy thì chúng ta cần, đầu tiên thì chúng ta cần phải có kiến thức đã, phải không ạ? Vâng, chị Nguyễn Thu nói rằng là chị cũng đã từng gieo hạt tiền ở thị trường Forex, đúng không ạ? Và vì thị trường nào thì nó chúng ta cũng sẽ kiếm được nhiều tiền, và thậm chí là cũng sẽ kiếm được tiền. Nhưng do bản chất của đầu tư là chúng ta không am hiểu, và chúng ta chỉ đầu tư theo cảm tính, đúng không ạ? Chúng ta nghe nghe ai đó nói rằng là đầu tư vào đây sẽ đầu tư bằng này, sẽ nhận được bằng này tiền này, thì chúng ta không hiểu là tiền ở đó thì lấy ở đâu ra để trả chúng ta. Và từ đó sao ạ? Chúng ta sẽ lao vào giống như một cái canh bạc ấy, chúng ta lao vào rồi chúng ta mất lúc nào không hay. Đó là do chúng ta thiếu kiến thức và thừa lòng tham là như vậy, đúng không ạ? Nên là chúng ta cần phải học, đầu tiên chúng ta phải học gì ạ? Chúng ta phải học rất là nhiều những cái kỹ năng, hay là chúng ta cần phải học, nếu chúng ta đầu tư vào đâu thì chúng ta phải tìm hiểu rõ vào đấy. Và đặc biệt hơn, có một cái cách học nhanh nhất đó là gì? Đó là chúng ta học từ những cái thất bại đấy. Học nhanh nhất là chúng ta học từ những thất bại của người khác. Ví dụ như Ngọc Bình đã từng trải qua sân sàn tài chính, thì Ngọc Bình đã bị mất tiền ở đó rồi, thì Ngọc Bình biết rằng là cái dấu hiệu của sân sàn tài chính như thế nào và nó tạo ra dòng tiền từ đâu. Vậy thì Ngọc Bình tránh được, đúng không ạ? Và tất cả quý vị, các bạn, các quý nhà đầu tư rất là may mắn, và thực sự là Ngọc Bình phải xin gửi lời chúc mừng. Và Ngọc Bình xin gửi lời chúc mừng đến tất cả quý vị khi mà bước chân vào thị trường đầu tư, vào lĩnh vực đầu tư thì lại gặp được dự án Invisky. Vâng, dự án Invisky thực sự đây là một cái duyên rất là lành, và cái duyên lớn để cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Quý vị khi mà tham gia vào và chúng ta hoàn toàn yên tâm, đúng không ạ? Chị Hoàng Toan nói rằng là thật tiếc cho ai đã được chia sẻ thông tin mà đến nay vẫn chưa có cổ phần.
À, tại vì sao ạ? Tại vì là họ quá nhiều nỗi sợ hãi, đúng không ạ? Họ quá nhiều nỗi sợ hãi nên là họ nhìn, thứ nhất là họ nhìn đâu cũng thấy rằng là à, đầu tư trên mạng internet thì tất cả đều ảo. Đấy là vì họ đánh giá như vậy, đúng không quý vị? Họ đánh giá như vậy, đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là vì sao mà nhiều nhà đầu tư khi mà chia sẻ cơ hội Unikai ấy, mà không đón nhận cơ hội này ấy? Vì sao ạ? Vì lý do thì họ chờ đợi đó, họ chờ đợi và họ không ra được cái quyết định cho mình. Người giàu là gì ạ? Người giàu là người ta quyết định rất là nhanh đó, người giàu là người ta quyết định rất là nhanh, còn người nghèo thì người ta thấy là quyết định, cái khả năng ra quyết định rất là chậm, và họ luôn luôn là chờ đợi và gì ạ, và họ luôn luôn trong một cái nỗi sợ hãi rằng là giá, tức là giá như nếu như, đúng không ạ, nếu như giá như nếu như tôi đầu tư vào đây tôi bị mất tiền thì sao, đúng không ạ? Đó, nên là họ không dám đánh đổi. Chính vì vậy nên là họ luôn chờ đợi và để cơ hội sẽ trôi qua. Đó là tư duy của người nghèo. Và sao? Và tiếp theo thì họ gì? Họ đi hỏi người này rồi hỏi người khác. Và họ hỏi hỏi hoài, đúng không? Họ hỏi mãi, hỏi những cái người mà có thể nói là chưa bao giờ đầu tư. Đó. Có thể nói là chưa bao giờ đầu tư và đặc biệt là chưa bao giờ biết về lĩnh vực cổ phần doanh nghiệp, hay là chưa bao giờ biết về tập đoàn Unisky, đúng không ạ? Chưa bao giờ biết về UT mà lại đưa ra cho những người đó những cái lời khuyên rằng là dự án này thế này, dự án này thế kia, và họ nghe theo. Như vậy là họ bỏ qua cơ hội, phải không quý vị? Đó là những người chưa ra được quyết định như vậy. Và tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo thì họ quá bảo thủ. Đó, họ quá bảo thủ vì họ có thể là đang cảm nhận được là vì cái cuộc sống của mình đã ổn rồi, với cái công việc hiện tại ổn rồi, với mức lương như vậy ổn rồi, họ đâu cần phải đầu tư thêm nữa. Đấy là họ quá bảo thủ. Vì sao ạ? Vì trong cuộc sống chúng ta thấy không phải là lúc nào cũng có thể nói rằng là ổn định được. Khi mà trong cuộc sống của chúng ta nếu cứ hàng ngày nó cứ bình thường như vậy, và hàng ngày nó cứ bình thường như vậy thì sao ạ? Thì nó không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi mà chúng ta gặp phải những cái biến cố trong cuộc đời của chúng ta thì sao? Có thể là gì ạ? Chúng ta gặp phải những biến cố nó xảy ra thì chúng ta có được cái dòng tiền để chúng ta lo được việc đó hay không? Còn cứ bình bình như vậy thì đúng là không có chuyện gì xảy ra, đúng không ạ? Và chúng ta đã nhìn nhận được về hai ba thế hệ của chúng ta như thế nào chưa ạ? Nên là chúng ta phải người giàu, cái tư duy người giàu họ nhìn xa hai đến ba thế hệ chứ họ không nhìn ngay trước mắt, đúng không ạ? Đó, như em Nguyễn Đỗ nói rằng là gì ạ? Nếu đợi đến cả thế giới biết đến Unikai rồi thì cơ hội đã chấm hết rồi. Chính xác là như vậy. Cơ hội thì nó đang ở cái dạng là gì ạ? Nó đang ở cái dạng mà không rõ ràng. Đó, cơ hội nó ở cái thì tương lai, như vậy mới gọi là cơ hội. Còn cả thế giới đã biết rồi thì giống như em Luyến Đỗ comment đây thì đó không còn là cơ hội. Hay là cái câu mà chúng ta hay thường nói với nhau ấy, đó là gì? Đó là nước trong quá thì không có cá, đúng không ạ? Và cơ hội rõ ràng quá thì sẽ không đến được bạn. Đó là rõ ràng là như vậy. Nên là rất là nhiều người cứ chờ đợi và không chịu ra cho mình một cái quyết định để sở hữu cổ phần. Và sau này thì sao ạ? Sau này chắc chắn đó là sự nuối tiếc, phải không ạ? Vâng, đó thì cái câu chuyện là như vậy, nên là chúng ta chia sẻ, nhưng mà có một cái câu chuyện để mà thay đổi tư duy của một người vô cùng khó quý vị ạ. Chúng ta đừng thay đổi, đừng cố thay đổi tư duy của một người quá khó, và chúng ta hãy tự thay đổi bản thân chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta hãy lớn hơn, tức là chúng ta hãy gì ạ, nâng tầm bản thân chúng ta lên, thì chắc chắn một ngày nào đó thì họ sẽ nhìn thấy cơ hội thôi. Còn để thay đổi tư duy của một người vô cùng khó, vô cùng khó. Chúng ta không thể thay đổi được cả thế giới, đúng không ạ? Nên chúng ta tự thay đổi mình, và ai mà đã nắm bắt được cơ hội, ai đón nhận được cơ hội và biết thay đổi bản thân mình thì chắc chắn một ngày không xa, và mình tin chắc rằng là quý vị sẽ đạt đến được tự do về thời gian và tự do về tài chính, đúng không ạ? Và cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục và chia sẻ với nhau rằng là chúng ta còn học được gì từ trẻ nhỏ ạ? Ngọc Bình thấy rằng là chúng ta học được từ trẻ nhỏ là rất là hay như thế này ạ. Đó là mục tiêu. Đó, chúng ta hãy để ý ạ. Quý vị có thể comment giúp Ngọc Bình không ạ? Chúng ta học được từ trẻ nhỏ đó là mục tiêu. Vì sao vậy? Vì sao chúng ta lại học từ trẻ nhỏ là đó là mục tiêu ạ? Vị có thể comment cho Ngọc Bình rằng là chúng ta học được trẻ nhỏ đó là mục tiêu. Rất là hay ở đây, Ngọc Bình để ý rất là hay. Trẻ con nhiều cái chúng ta cần học rất là hay đấy ạ. Và càng lớn lên thì tự nhiên là chúng ta lại quên. Đúng ạ? Và chúng ta hãy comment đi ạ. Và à, trước khi đến với cái câu chuyện mà chúng ta học được trẻ nhỏ từ mục tiêu thì Ngọc Bình muốn chia sẻ cho quý vị rằng là gì ạ? Lĩnh vực đầu tư thực ra là nó không khó, đúng không ạ?
Đầu tư thì chúng ta tưởng chừng như là khó nhưng mà thực ra nó không khó đâu ạ. Và chúng ta chỉ cần là gì, chúng ta chỉ cần là học tập, chúng ta chỉ cần phân tích bằng những cái tư duy logic, bằng những cái hiểu biết, bằng cách đi đánh giá, và chúng ta chịu khó bỏ thời gian ra nghiêm túc. Thực sự là chúng ta phải nghiêm túc với cơ hội của mình thì đầu tư không khó, đúng không ạ? Lúc đầu thì chúng ta thấy khó rồi, đầu tư lúc đầu tiên thì chúng ta cảm thấy vô cùng khó, nó giống như là cái lần đầu tiên quý vị đi tập xe đạp ấy, là lần đầu tiên chúng ta đi tập xe đạp ấy ạ. Thì đầu tiên nó rất là khó, khi mà đi xe đạp có thể là ngã lên ngã xuống, rồi có thể là có những người phải như Ngọc Bình trước kia hồi nhỏ tập xe đạp còn đâm đầu vào bụi rào gai cơ đấy. Ngọc Bình nhớ hồi nhỏ đập tập xe đạp ấy còn đâm đầu vào vào bụi bụi gai, và lúc đó thì tập cái xe gọi là cái xe xe khung ấy, xe khung mà lại luồn chân qua gọi là chân chó chân mèo đấy, không biết là quý vị thế 8x 7x là chắc là biết cái xe khung mà luồn gọi là tập chân chó chân mèo đấy, còn cắm đầu vào bụi rào là bình thường, còn là chầy chân rồi chảy máu là chuyện bình thường. Thì đầu tư cũng vậy ạ, nó giống như là tập xe đạp, lúc đầu thì rất là khó nhưng khi mà chúng ta điều khiển được xe đạp rồi thì chúng ta có thể là bỏ một tay, hay là chúng ta có rất là nhiều người, có những nhà đầu tư chúng ta đã khi mà chúng ta đầu tư rồi ấy, thì chúng ta thấy rằng là đầu tư không khó, hoặc là khi mà chúng ta đi xe đạp rồi chúng ta quen thuộc rồi chúng ta nắm được rồi thì chúng ta thấy bỏ một tay, thậm chí là đôi khi là có những người còn bỏ hai tay, nhưng tuy nhiên là bỏ hai tay rất nguy hiểm, đúng không ạ? Và em điểm nói rằng là gì, em thấy không ít người đã là nhà đầu tư chứng khoán mua cổ phiếu kia mà gì ạ, à vẫn là lỗ hổng kiến thức, đúng rồi, vẫn còn gọi là đầu tư chứng khoán, đúng không ạ? Và tuy nhiên là họ có thể là đầu tư vào chứng khoán nhưng thị trường thì nó rất là rộng, có thể là chúng ta chỉ hiểu biết một cái lĩnh vực, có thể họ biết về thị trường chứng khoán nhưng tuy nhiên họ cũng chưa thể biết được là tiền thân, đúng không ạ, cha đẻ đấy, chúng ta thấy cha đẻ hay là gọi là cái tiền thân của cổ phiếu nó là gì, nó có phải là cổ phần, đúng không ạ? Trước khi lên sàn nó là cổ phần và lên sàn rồi nó là cổ phiếu, nên là gì, đầu tư vào thị trường chứng khoán nó là vào thị trường gì ạ, thị trường thứ cấp rồi, còn đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp đó là gì, thị trường sơ cấp, lúc còn đang còn sơ khai, lúc còn doanh nghiệp còn đang cần vốn để làm gì ạ, để đưa cái sản phẩm ra thị trường, đúng không ạ? Thì lúc đó mới là cái thời điểm rất là tốt để cho tất cả quý vị các bạn nắm bắt đấy. Vì sao? Thì lúc đó thì mới được cái chiết khấu cao, vì chúng ta đều là những nhà đầu tư, là chúng ta nhà đầu tư không có nhiều tiền, phải không ạ? Và rất là may mắn thì tập đoàn Invesky đã cho chúng ta được với những cái số vốn rất là nhỏ thôi bằng hình thức gọi vốn cộng đồng, nên là tất cả chúng ta mới có cơ hội để nắm giữ cổ phần của tập đoàn Invesky trước khi lên sàn chứng khoán. Và ngày hôm nay thì quý vị cũng đang có một cái cơ hội vô cùng lớn, đó là với gói là gì, với gói ghi danh Fair of the Future, đúng không ạ? Chúng ta vừa được cổ phần nhiều này, chúng ta vừa được chiết khấu 190 này, với gói 5.000 đô thì 5.000 đô nó gần bằng là 120 triệu. Chúng ta sở hữu được 450.000 cổ phần của tập đoàn UT. Và cổ phần tập đoàn UT, Ngọc Bình xin nhắc lại rằng đã được cơ quan thẩm định giá là cơ quan thẩm định giá là gì ạ? $1 trên một cổ phần rồi. Nó đã được ghi rõ ràng trong giấy chứng nhận cổ phần rồi. Thì ngày hôm nay quý vị bỏ ra số tiền là gì ạ? 5.000 đô, nó gần là 120 triệu thôi. Thì chúng ta sở hữu 450.000 cổ phần và được định giá là $1 trên một cổ phần, thì có phải là quý vị đang sở hữu là 450.000 đô không ạ? Đây là một cái bài toán rất là rõ ràng cho quý vị. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn nhận và để đánh giá, để cân đo đong đếm cho một cái cơ hội lớn như vậy. Với 450.000 đô thì nó một cái con số là gần 10 tỷ đồng, thì nó là cả một cái tài sản vô cùng lớn cho chúng ta. Và cả cuộc đời này liệu chúng ta có làm ra, nếu với cái công việc hiện tại, với mức lương hiện tại thì chúng ta có làm ra được trong một vài năm hay là trong 5, 10 năm tới, chúng ta có được cái số tiền là 10 tỷ không ạ? Quý vị có không ạ? Và Ngọc Bình thì tính một cái bài toán vô cùng đơn giản như này để chúng ta thấy rằng là gì? Nếu như chúng ta đang làm công việc tại với mức lương là 10 triệu đi ạ, 10 triệu, mức lương trung bình là 10 triệu một tháng đi ạ, chúng ta chi phí sinh hoạt hàng ngày cho cuộc sống của chúng ta là 5 triệu đi. Đấy là đây là những người là chi phí giỏi đấy ạ. Tức là giỏi thu xếp vun vén đấy, thì mới có thể là chi phí 5 triệu một tháng đi. Ngọc Bình tính hẳn như vậy đi, thì bỏ ra được 5 triệu tiết kiệm một tháng. Như vậy đúng không ạ? Thế thì sau bao nhiêu năm, đấy quý vị tính sau bao nhiêu năm chúng ta mới có số tiền là 5 tỷ ạ? Quý vị có thể tính giúp Ngọc Bình đúng không ạ? Vâng, đó là một cái bài toán để chúng ta so sánh rằng là
sau bao nhiêu năm với số tiền hàng ngày, ví dụ một cái mức lương 10 triệu, 10 triệu mà chúng ta tiết kiệm được 5 triệu một tháng, 5 triệu chúng ta tiết kiệm ra, thì sau bao nhiêu năm chúng ta mới có số tiền là 5 tỷ? Quý vị có thể tính giúp Ngọc Bình không ạ? Ngọc Bình đã có cái đáp án rồi. Như vậy thì chúng ta nói rằng là có một cái cơ hội để chúng ta có thể là rút ngắn được cái thời gian làm việc cho mình, có thể là 20 năm, 30 năm. Như vậy thì tại sao chúng ta không dám đánh đổi? Đấy, tại vì sao ạ? Vì chúng ta là sợ mất còn nhiều hơn là sợ được ạ. Chúng ta đi sợ mất ạ, sợ mất nhiều hơn mà chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta sẽ được gì. Đó, đúng không ạ? Đôi khi là các nhà đầu tư ấy, tài trợ thì lại nghĩ rằng là tôi sợ mất, nhưng mà chúng ta đã và đang đang làm công việc hiện tại thì chúng ta vẫn làm cái công việc hiện tại để duy trì cuộc sống, nhưng có được một cái cơ hội lớn để giúp chúng ta sẽ thay đổi về cục diện tài chính sau này. Thì tại sao, đúng không ạ? Thế thì quay trở lại cái bài toán là chúng ta là 10 triệu một tháng, tiết kiệm được 5 triệu thì để mà có 5 tỷ, tức là 5 triệu một tháng, 10 tháng mới được 50 triệu, đúng không ạ? Một năm mới được gì ạ? Một năm mới được có 60 triệu, 10 năm thì mới là 600 triệu. Đấy, đúng không ạ? 10 năm mới có 600 triệu thì lúc nào chúng ta có 5 tỷ? Thì Ngọc Bình tính ra là hơn 80 năm. 80 năm, chính xác là 83 83,3 năm. Đó, thì mới có số tiền là 5 tỷ, và hơn 80 năm sau thì liệu chúng ta còn sống được không ạ? Ví dụ như Ngọc Bình năm nay 40 tuổi rồi, 40 tuổi rồi thì 83 năm sau thì Ngọc Bình 100 bao nhiêu ạ? Vâng, 83 mà lại bây giờ Ngọc Bình 40 thì chắc là hơn 100 mười mấy tuổi rồi, gần 120 tuổi rồi, đúng không ạ? Thì làm sao mà chúng ta có được cái số tiền 5 tỷ được, và lúc đó thì sao? Lúc đó cái giá trị của số tiền 5 tỷ đó nó còn được giá trị hay không? Bởi gì ạ? Bởi lạm phát hàng ngày, đúng không ạ? Chúng ta thấy thì 5 tỷ lúc đó nó cũng không có gì là lớn rồi. Đó, nên là chúng ta đang có một cái thời gian để rút ngắn lại khoảng tầm 20 30 năm bằng cách gì? Hãy sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Và đây không phải là mình nói, mà đây không phải tất cả quý vị nói, và đây là những người giàu. Những người giàu trên thế giới là họ đều nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Và những người đầu tiên ấy, đúng không ạ? Những người đầu tiên mà chúng ta thấy họ tạo lập ra những cái mới. Những doanh nghiệp họ tạo lập ra những cái mới, họ đi đầu xu thế của thế giới. Họ mang lại giá trị cho xã hội, mang lại giá trị cho con người. Thì những nhà sáng lập như vậy và những cái doanh nghiệp như vậy sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, đúng không quý vị? Kiếm được rất là nhiều tiền như vậy. Và họ có một điểm chung là gì ạ? Những người giàu trên thế giới ấy, thì họ có những điểm chung là họ đều sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Như vậy thì sao ạ? Như vậy là chúng ta cứ học theo người giàu thôi. Chúng ta chưa giàu thì chúng ta học theo người giàu thôi, đúng không ạ? Vâng. Và nhà đầu tư huyền thoại chúng ta đã biết rồi, Warren Buffett có nói rằng là gì ạ? Trong khi rất là nhiều người đang đang tìm kiếm cho mình một cơ hội làm giàu, đúng không ạ? Vâng, trong khi rất là nhiều người tìm kiếm cho mình một cơ hội làm giàu, còn ông Warren Buffett ông không làm gì cả. Đấy, ông không làm gì, ông chỉ dịch chuyển tài chính của mình từ gì ạ? Từ cái chỗ mà từ chỗ đơn giản, đúng không ạ? Ông dịch chuyển sang cái chỗ mà nó phức tạp. Đấy, chúng ta đấy. Và ông kiểm soát cái rủi ro và ông ta đầu tư thôi, rất là đơn giản. Ông dịch chuyển tài chính và ông ta kiểm soát được rủi ro trong đầu tư là ông ta giàu có rồi. Nên vậy là chúng ta hãy học theo những người giàu như vậy. Nếu như chúng ta không kiếm tiền được ngay trong lúc ngủ thì chắc chắn là chúng ta phải làm việc vất vả đến cả cuộc đời là rồi, đương nhiên là điều đó rồi. Và Ngọc Bình thấy rằng vậy, nếu như chúng ta không tìm cho mình được một dòng thu nhập thụ động thì chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm việc cả cuộc đời này, và chúng ta sẽ không có được những cái thời gian làm những điều mà mình mong muốn, không có thời gian để thực hiện những cái ước mơ của mình, hay là đặc biệt là cho cái cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Chúng ta gì, chúng ta sinh ra trong nghèo khó thì chắc chắn là không phải là lỗi của chúng ta rồi. Chúng ta không có quyền lựa chọn là sinh ra ở đâu. Vâng, cảm ơn em Hồng Sinh, đúng không ạ? Chúng ta dịch chuyển từ nơi an toàn, đúng rồi, rất là cảm ơn em. Từ nơi an toàn đến nơi mạo hiểm vào quản lý, đúng không ạ? Hay là từ cái nơi gọi là bây giờ nhiều nhà đầu tư nói rằng là gì ạ? Nhiều nhà đầu tư nói rằng là mạo hiểm, đấy, mạo hiểm. Nhưng mà ông Warren Buffett ông lại dịch chuyển từ nơi an toàn sang nơi mạo hiểm và quản lý rủi ro, thì là ông giàu có thôi, đúng quý vị? Nên là đầu tư thì là bản chất của đầu tư là gì? Bản chất của đầu tư nó là gì? Nó không là khó, mà nó là gì? Nó không có rủi ro, nhưng rủi ro là chính chúng ta không quản lý được
đúng không ạ? Chúng ta không có kiến thức về lĩnh vực đó thì chắc chắn đó là rủi ro thôi. Đó. Nên là quay trở lại câu chuyện gì ạ? Chúng ta không được cái nơi mà chúng ta lựa chọn, nơi sinh ra, có thể chúng ta sinh ra là cái điều vô cùng tuyệt vời rồi. Tất cả quý vị các bạn có mặt trên cuộc đời này đó là điều tuyệt vời rồi. Nhưng chúng ta không có quyền được lựa chọn nơi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền được lựa chọn chúng ta sống một cuộc đời như thế nào. Chúng ta có mong muốn con đường đi chúng ta hay không? Đúng không ạ? Vâng, rất cảm ơn em Hồng Sinh. Và quay trở lại là chúng ta đang chia sẻ câu chuyện là chúng ta học từ trẻ nhỏ là gì? Chúng ta học được từ trẻ nhỏ đó là mục tiêu, vì Ngọc Bình thấy rằng như này, khi mà trẻ con hay là con em chúng ta ấy, không biết là con em quý vị như nào, mà con em của Ngọc Bình thì khi mà nó muốn một cái gì đó thì nó có rất là nhiều cách, nó ví dụ như nó muốn xin tiền, nó mua đồ này đồ kia chẳng hạn, thì nó có rất là nhiều cách để nó xin được đó. Đó là nó đã đạt được cái mục tiêu của nó đấy ạ. Nó muốn xin là nó rất là nhiều cách, rất là thông minh để nó làm sao mà nó đạt được cái mục tiêu của nó là như vậy. Nên là chúng ta học ở trẻ nhỏ là mục tiêu, đúng không ạ? À, thì quý vị đã bao giờ mình tự biết cho mình mục tiêu chưa ạ? Quý vị đã bao giờ biết cho mình mục tiêu chưa ạ? Và mục tiêu của quý vị như thế nào ạ trong năm 2023, và mục tiêu của quý vị có lớn không ạ? Chúng ta đã bao giờ biết mục tiêu cho mình, hay là chúng ta đang đi làm thôi, chúng ta cứ đi làm đi làm đi làm, hàng tháng chúng ta lĩnh lương rồi trả, sáng thức dậy trả hóa đơn tiền điện tiền nước tiền nhà tiền các kiểu, tiền học tiền ABC các loại tiền, đến gần hết tháng hết lương cho lại sáng dậy đi làm lại trả hóa đơn lại thức dậy, như vậy cứ vòng luẩn quẩn như vậy. Chúng ta đã tìm ra cho mình một cái mục tiêu chưa ạ? Chúng ta đã tìm ra mục tiêu chưa ạ? Mục tiêu sẽ có con đường, chính xác là chúng ta phải tìm ra cho mình một mục tiêu. Và trẻ con cũng vậy đúng không ạ? Trẻ con khi mà nó đạt mục tiêu, ví dụ là nó xin tiền của chúng ta, nó định mua đồ chơi cái này thì nó xin bằng được thì thôi, đấy là nó bất kể một kiểu gì thì kiểu, cách nào thì cách, nhưng nó vẫn đạt được cái mục tiêu của mình, đó là nó xin tiền để nó mua đồ chơi nọ đồ kia kia, là cuốn sách hay là cái này cái kia đó. Trẻ con nó rất là hay như vậy. À, đôi khi nó còn dùng những cái chiêu ví dụ như là gì, nó lịnh bố lịnh mẹ đúng không ạ? Đấy, chúng ta biết thừa là nó lịnh nhưng mà có thể là vẫn rất là thú vị, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là cho vì nó đạt được cái mục tiêu như vậy, đó là nó đặt ra được cái kế hoạch, cái mục tiêu của nó, đúng không ạ? Trẻ con là như vậy. Và chúng ta lớn lên, chúng ta lớn lên thì tự nhiên là chúng ta quên cho mình, chúng ta quên cho mình cách chúng ta đặt mục tiêu. Chúng ta cũng giống như là chúng ta đang mò mẫm đi đến đâu mò mẫm đến đó, chúng ta không biết đặt mục tiêu cho mình như thế nào trong năm 2023, hay là trong năm nay và trong 5 năm tới, trong 10 năm tới chúng ta là ai, trở thành người như thế nào, và chúng ta cuộc sống của chúng ta như nào, chúng ta có bao nhiêu tiền, tài sản chúng ta có cái gì, đúng không ạ? Em Hồng Sinh, đó là mục tiêu của em năm 2023 là sở hữu cho mình 7 triệu cổ phần UST và giúp 1.000 quý nhà đầu tư đúng không ạ, như 1.000 bà con biết đến cơ hội có một không ai này. Đấy, mục tiêu rất là lớn, và xin chúc cho em Hồng Sinh sẽ đạt được sớm mục tiêu của mình, đã viết ra mục tiêu như vậy. Còn em Trương Xuân Lịch là đặt mục tiêu 5 năm nữa nghỉ hưu anh ạ. Rồi, rất là rõ ràng, 5 năm nữa là năm 2000 bao nhiêu ạ? 25 hay năm nay 23, 28 đúng không ạ? Đó nên là chúng ta thấy, chúng ta ngay một cách đơn giản, hãy học trẻ con từ việc là chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta quên đó. Khi vào cộng đồng của UST thì Ngọc Bình thấy rằng là cái việc đặt mục tiêu rất quan trọng. Trước kia thì Ngọc Bình cũng không biết cách đặt mục tiêu đâu, Ngọc Bình cứ làm thôi, làm hàng hàng tháng lĩnh lương không, trả hóa đơn tiền điện tiền nhà đến đâu lo đến đấy, kiểu như vậy đấy, không biết là chọn kết quả trước, không biết đặt mục tiêu trước. Và chúng ta nói gì ạ, mục tiêu thì gì ạ, thì khắc trên thép, và chúng ta có thể thay đổi cái công cụ để chúng ta đạt được mục tiêu có thể là nhanh hơn, còn mục tiêu thì luôn khắc trên thép. Nên tại sao mà khi biết đến công nghệ InvisSky thì Ngọc Bình đã tự tự cho mình một cái mục tiêu, đó là gì, đó là coi InvisSky, coi đồng hành với quỹ Skyward Community đó là một sự nghiệp, đúng không ạ? Nên là ngày hôm nay Ngọc Bình vẫn còn ngồi đây đấy. Rất là nhiều các anh chị em thấy rằng đúng không ạ, có thể là lúc đầu có thể là tham gia đồng hành cùng với quỹ, sau đó thì sau dần dần thì là không đạt được mục tiêu và không tin tưởng, không tin tưởng 100%, và có những cái xảy ra điều này điều kia thì từ bỏ mục tiêu của mình là không đồng hành cùng với quỹ, và họ rời bỏ đi dự án này dự án kia, cuối cùng họ quay trở lại thì lúc đó thì cũng đã mất một cái khoảng thời gian khá dài đúng không ạ? Và Ngọc Bình thấy rằng những ai mà cùng đồng hành với tập đoàn InvisSky đến giờ phút này kiên trì thì đều có kết quả rất là tốt rồi, có thể là đi chậm đúng không ạ,
Có thể đi chậm thôi, chậm hơn người này người kia nhưng không bỏ mục tiêu thì cuối cùng vẫn đến đích. Đó là chúng ta học được từ mục tiêu. Đó, mục tiêu thì chúng ta khắc trên thép, có thể chúng ta thay đổi thì cái kế hoạch của chúng ta để thực hiện mục tiêu thì có thể chúng ta thay đổi cho nó nhanh hơn hay là chậm hơn, đó là phương pháp của mỗi người thôi. Nhưng quan trọng là có mục tiêu rồi. Đó, đúng không ạ? Và chúng ta học được trẻ nhỏ từ gì ạ? Học được trẻ nhỏ từ cách thì chúng ta vấp ngã ở đâu thì chúng ta đứng lên ở đó. Và ở đây thì Ngọc Bình có lưu ý rằng là như này. Vấp ngã đâu đứng lên ở đó không có nghĩa là như này, không có nghĩa là chúng ta đầu tư mà chúng ta lại bị mất tiền ở sân sàn tài chính, đúng không ạ? Chúng ta không có nghĩa là mất tiền ở sân sàn tài chính hay là dự án scam Ponzi thì chúng ta lại đứng lên ở đó đâu ạ. Không phải như vậy, không phải như vậy vì nhá, không không phải là sau livestream này lại bảo là anh Ngọc Bình anh nói rằng là gì, đứng ở đâu ngã ở đâu đứng lại đó thì mất tiền ở dự án sân sàn đúng không ạ, hay là Ponzi thì em phải gỡ ở đó. Không, không phải là như vậy nhá, Ngọc Bình không xui quý vị như vậy đó. Vấp ở đâu đứng ở đấy ở đó là như nào, có nghĩa là chúng ta nhìn với bản chất của vấn đề. Nếu như chúng ta mất tiền ở dự án sân sàn tài chính thì chúng ta rút ra được bài học gì, đó là đúng không ạ, chúng ta rút ra được kinh nghiệm từ bài học ở đó. Có hai trường phái có thể là như thế này, có hai trường phái. Một là quý vị khi mà mất tiền ở sân sàn tài chính sẽ sợ đầu tư và quy chụp cho rằng là tất cả các dự án trên mạng xã hội đều là scam đúng không ạ, đấy là trường hợp và họ không dám đầu tư. Đấy là trường phái thứ nhất. Trường phái thứ hai thì đó là gì ạ, có những người là khi mà mất tiền ở sân sàn tài chính những dự án scam Ponzi thì họ sẽ học được kinh nghiệm và từ đó họ tiếp tục nâng cấp bản thân, trau dồi cho mình về kiến thức, trau dồi cho mình kiến thức và họ tiếp tục đầu tư đó và họ tìm được những cái cơ hội mới và họ đồng hành cùng. Đó là vấp ở đâu đứng lại dậy ở đó đấy ạ, chứ không phải là chúng ta mất tiền ở sân sàn mà chúng ta cứ cố lao vào đúng không, cố lao vào mà chúng ta không biết ở đó có những cạm bẫy tiếp theo như nào. Vì bản chất như thế này, bản chất của sân sàn thì có thể nói là gì ạ, có một nói một cái câu có thể là hiện nay nó cũng rất là nhiều, nó rất là nhiều trong một loạt loạt các dự án. Nếu mà chúng ta không tinh, không tinh, không có kinh nghiệm, không có kiến thức, không bị vấp vấp ngã rồi hoặc là không chịu học từ những cái vấp ngã người khác ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ không biết được rằng là đằng sau đó nó có những cái gì không ạ, và chắc chắn chúng ta không biết được. Và nó giống như là gì, nó giống như là bình cũ rượu mới đúng không ạ, bình cũ rượu mới thôi, nó cứ từ dạng này dạng khác nhưng về bản chất của nó vẫn là vậy đó. Bản chất của Ponzi nó là gì, nó là lấy của người sau trả tiền cho người trước quý vị nha. Và chúng ta luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi cho Ngọc Bình rằng là gì, rằng là khi mà chúng ta tài trợ vào dự án này thì chúng ta phải kiểm tra rằng là à tôi được cái lợi nhuận đó thì cái lợi nhuận đó lấy được từ đâu ra. Đấy là một cái câu hỏi rất là to đùng cho tất cả chúng ta. Dự án đó lấy tiền ở đâu ra trả cho tôi, lợi nhuận như thế nào đúng không ạ, từ đâu ra thì mới trả cho được với những nhà đầu tư đó. Nên là chúng ta phải biết được cách như vậy và có kiểm tra được hay không, kiểm chứng được hay không, đó mới là điều quan trọng. Còn nói thì chắc chắn là ai nói được, vẽ ra thì ai cũng vẽ được, nhưng quan trọng chúng ta phải kiểm tra kiểm chứng được. Còn so sánh lại với dự án Ibiscay của chúng ta hiện nay là bước sang năm thứ 9 rồi của quá trình gọi vốn rồi, nó vẫn đứng đó, nó vẫn tạo ra được những sản phẩm rất là rõ ràng minh bạch vậy, sản phẩm về lĩnh vực giao thông vận tải, sản phẩm truyền thống đúng không ạ, và lĩnh vực giao thông vận tải, giao thông thông minh, và tất cả các cổ đông cũng đã được trải nghiệm trực tiếp rồi. Và trong ngày hôm nay chúng ta thấy rồi ạ, các cổ đông Việt Nam có hai đoàn, đoàn trước bay sang là hơn 60 người đúng không ạ, đoàn sau là gần 70 người, là 130 người đấy, 130 quý nhà đầu tư đang có mặt tại Dubai, đang có mặt tại Sharjah để trực tiếp được trải nghiệm trên con tàu mà các nhà đầu tư chúng ta đã tài trợ vào đó. Và bản thân Ngọc Bình thì tháng 3 năm 2022 thì Ngọc Bình cũng đã được trực tiếp trải nghiệm con tàu đó rồi và được trực tiếp gặp gỡ nhà sáng lập Ngài Anatoly Zhivkov ngoài đời bằng xương bằng thịt rồi đúng không ạ. Đó là chúng ta phải kiểm chứng được như vậy, và tất cả chúng ta còn được kiểm chứng bằng những pháp lý rõ ràng minh bạch của tập đoàn nữa, rồi các kênh truyền thông uy tín cũng như là các chính trị gia, rồi các chính phủ quan tâm ủng hộ mạnh mẽ như thế nào đó. Và chúng ta được thấy rằng là lịch sử lâu dài của tập đoàn Ibiscay là có từ những năm 1977, nó là nền móng của doanh nghiệp như vậy, nên tất cả nó diễn ra rất là rõ ràng. Và các nhà đầu tư tài trợ vốn từ những năm đầu, từ những năm 2014 đến nay thì chúng ta thấy cũng chưa có một nhà đầu tư nào nhận được những cái lợi nhuận. Vì sao ạ? Vì những dòng tiền của chúng ta đang đổ về tập đoàn để xây dựng khu trung tâm thử nghiệm tại Beirut
chúng ta đang đổ tiền về để xây dựng khu trung tâm thử nghiệm tại Sara. Như vậy để nó tạo ra được sản phẩm chứ ạ. Nó phải tạo ra được sản phẩm rồi nó thương mại có lợi nhuận qua các con số báo cáo kiểm toán. Sau đó thì từ lợi nhuận đó mới chi trả cho các cổ đông, đó là cổ tức. Đó chúng ta thấy. Nên là chúng ta đã trả lời được câu hỏi là tiền của nhà đầu tư đi về đâu và làm gì để tạo ra lợi nhuận cho chúng ta. Đấy là cái câu hỏi vô cùng quan trọng cho các nhà đầu tư để tìm hiểu một dự án có chuẩn hay không. Đúng quý vị? Vâng, quý vị thấy đúng thì có thể là comment cho Ngọc Bình là như vậy. Nên là chúng ta thấy đó là cái kinh nghiệm của Ngọc Bình cũng đã trải qua rồi. Để phải hỏi rằng là tôi tài trợ vào dự án ABC này thì tiền đâu trả cho tôi? Đúng không ạ? Làm gì ra để trả cho tôi? Đó nên là quý vị hãy comment, nếu mà đúng thì comment cho Ngọc Bình nhé. Nên là chúng ta có thể là học được từ thất bại của người khác. Chúng ta không cần thiết, không nhất thiết là chúng ta phải trải nghiệm. Đấy, ví dụ như các nhà đầu tư sau mới tiếp cận lĩnh vực đầu tư thì chúng ta không nhất thiết phải tham gia vào những cái sân sàn để mất tiền, từ đó mới rút ra kinh nghiệm, mà chúng ta hãy học từ thất bại của những người trước đã mất tiền rồi để chúng ta rút được kinh nghiệm cho mình. Đúng không ạ? Vâng. Nên là quay trở lại câu chuyện rằng là gì, chúng ta học được từ trẻ nhỏ là trẻ nhỏ ấy ạ, khi mà tập đi thì chúng sẽ ngã rất là nhiều lần đó, tập đi tập chạy ngã rất là nhiều lần, nhưng mà ngã ở đâu chúng lại đứng dậy, chúng lại tập đi tập chạy như vậy, và cứ vậy là sẽ thành thạo. Và đầu tư cũng vậy, chúng ta cứ liên tục cập nhật thông tin, chúng ta trau dồi kiến thức, chúng ta tìm hiểu nó, nghiêm túc tìm hiểu nó thì chắc chắn quý vị sẽ gì ạ? Chắc chắn quý vị sẽ thấy rằng là đầu tư nó không khó, mà chúng ta sẽ có một cái nhìn, chúng ta sẽ có cái sự đánh giá về dự án một cách rất là tinh, đúng không ạ? Chúng ta có các tiêu chí chúng ta đưa ra rất là tinh như vậy. Nên là Ngọc Bình chia sẻ với quý vị là chúng ta học được rất là nhiều từ trẻ con, trẻ nhỏ đó. Và có thể nói rằng là như này, chúng ta học từ gì ạ? Từ việc là trẻ nhỏ nó giống như một tờ giấy trắng, và chúng ta hãy học hỏi giống như là một tâm thế là ly nước dốc, đúng không ạ? Và trẻ nhỏ chúng ta học gì, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, và kiên trì theo đuổi mục tiêu, đặt mục tiêu, đúng không ạ? Trẻ nhỏ đã biết đặt mục tiêu rồi, muốn xin cái gì là nó cố gắng, nó tạo rất là nhiều thứ mà là có thể, ví dụ nó xin tiền bố tiền mẹ để nó mua đồ chơi, mua cuốn sách thì nó xin bằng được, đúng không ạ? Đấy là mục tiêu đấy. Đấy là chúng ta cũng học từ trẻ nhỏ, từ cái cách mà mục tiêu đã và mong muốn đấy, đúng không ạ? Còn chúng ta còn học được gì nữa không ạ quý vị? Chúng ta còn học được từ trẻ nhỏ gì không ạ? Vâng, nên là chúng ta ngày hôm nay thì Ngọc Bình muốn chia sẻ là chúng ta đang là những người lớn rồi, thì chúng ta đang muốn quay lại một chút, chúng ta hãy đôi khi chúng ta học từ trẻ nhỏ, và đặc biệt là chúng ta là những người lớn rồi thì chúng ta đều phải có trách nhiệm, đúng không ạ? Chúng ta không thể đổ lỗi được. Ngọc Bình thấy một cái điều rất là, có thể nói là rất buồn cười, khi mà chúng ta đều là người lớn rồi mà lại khi mà có một ai đó chia sẻ cho quý vị rồi là nó không đúng thì lại đổ lỗi cho người đó. Bản thân mình đã, đúng không ạ? Bản thân mình phải chịu trách nhiệm với chính bản thân. Bản thân mình phải gì? Bản thân mình phải chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình. Không thể đổ lỗi được. Không thể đổ lỗi được, phải không ạ? Đó. Nên là Ngọc Bình thấy một cái điều như thế này. Cái việc đổ lỗi như này thì có thể đây là một cái khía cạnh, cái góc độ Ngọc Bình nhìn nhận thôi. Thì như này, ví dụ như là từ trước thì chúng ta đến trẻ con. Trẻ con thì ví dụ như là ngã này, vấp vào đá này, và ngã thì rất có thể nhiều người lớn lại chạy ra suýt xoa đấy, suýt xoa rồi là gọi là lâng niu trẻ con. Trẻ con ngã thì ai cũng thương cũng xót, đúng không ạ? Ngã nhẹ thì không sao cả, ngã thì nó lại đứng lên, nhưng mà người lớn thì đôi khi là xót con rồi thương cháu, đúng không ạ? Thì ra là bế con rồi là lũng điệu, rồi cầm cái que, cầm cái dép mà vỗ vào cái hòn đá đó là bảo là tại mày, đúng không ạ? Tại mày, tại cái hòn đá này, chừa này đấy, quý vị thấy không? Vâng, chưa này tại mày mà cháu tao ngã, hay tại mày là con tao bị ngã, đúng không ạ? Đó, đấy là Ngọc Bình kể những câu chuyện rất thực tế, rất là đời thường như vậy. Đó là gì? Đó là chúng ta đổ lỗi, đúng không? Vâng, đó là chúng ta đổ lỗi thôi ạ. Chúng ta đổ lỗi, tự nhiên là chúng ta tự tạo cho một cái tư duy đổ lỗi, đúng không ạ? Tự tạo tư duy đổ lỗi. Nên là sau khi mà biết được điều này thì trước thì Ngọc Bình cũng áp dụng cho các con Ngọc Bình là cứ ngã là Ngọc Bình bảo là cứ đứng lên không sao cả. Và ngã đâu cứ đứng lên là đi. Thế là cứ nhiều lần là con của mình là quen nên là ngã không khóc gì, không khóc mà cứ ngã tự đứng lên, đúng không ạ? Ngã tự đứng lên. Còn nếu không mà chúng ta trẻ con thì nó rất là hay, đúng không ạ? Nó thấy người lớn mà chiều rồi là khi mà
càng thấy nó khóc ấy thì càng chiều thì gì thì nó lại càng làm lung. Nếu như một vài lần ấy mà nó không đạt được cái kết quả mà nó cứ khóc nó ăn vạ đấy, đấy trẻ con nó ăn vạ thì người lớn là lại nghe thì là nó sẽ cứ thế nó được đà. Còn một hai lần mà nó cứ khóc mình cứ kệ nó đi, nó giống như là diễn viên hát hay múa mà không không có khán giả thì tự dưng là hết thôi, đúng quý vị, không có giả là tự dưng là không còn ai xem nữa là gì ạ? Là thôi, giống như trẻ con lại cứ khóc kệ, thế là cũng thôi cũng lím không ăn vạ được đó. Nên là cái câu chuyện như vậy quý vị nha, nên là đôi khi chúng ta là người lớn rồi nhưng mà mình thấy rằng là hay có cái việc mà đổ lỗi. Đó. Chúng ta đổ lỗi là tại thế này tại thế kia, do là tại thế này tại thế kia, do tôi thế này thế kia, tại người này người kia, hay là đặc biệt là đổ lỗi cho số phận, đúng không quý vị? Chúng ta có ai đổ lỗi cho số phận không ạ? Rất là nhiều người đổ lỗi cho số phận là do số của tôi như vậy, số của tôi chỉ được như vậy thôi. Và giàu nghèo là do số không ạ? Không phải giàu nghèo là do số. Các mình nghĩ là không phải là giàu nghèo là do số đâu ạ. Giàu nghèo là do chính chúng ta thôi. Chúng ta có lựa chọn hay không? Chúng ta có nỗ lực hay không? Chúng ta nói gì ạ? Một sự lựa chọn đúng còn hơn là ngàn gì ạ? Ngàn lần nỗ lực. Đó. Ví dụ như chúng ta đang lựa chọn mà chúng ta đang lựa chọn không đúng mà chúng ta nỗ lực đi chăng nữa, chúng ta chăm chỉ đi chăng nữa thì cả đời chúng ta cũng đâu có được kết quả đâu ạ. Nên cái điều quan trọng ở đây Ngọc Bình nghĩ rằng là gì? Điều quan trọng ở đây Ngọc Bình nghĩ rằng đó là sự lựa chọn. Đó, lựa chọn đúng. Đầu tiên phải lựa chọn đúng đã. Thì chúng ta mới gì? Mới nỗ lực hành động thì sẽ đạt được cái điều đó. Phải không quý vị? Vâng, chúng ta có thấy đúng không ạ? 1.000 gì ạ? 1.000 sự nỗ lực không bằng một lựa chọn đúng. Nếu như chúng ta chọn sai thì chúng ta nỗ lực thì kết quả chúng ta cũng không đạt được. Nhưng nếu chúng ta chọn đúng, chúng ta nỗ lực, chúng ta hành động vì cái mục tiêu, vì cái kết quả chúng ta lựa chọn trước ấy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được điều đó. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là tư duy của người giàu thì luôn luôn lựa chọn kết quả trước và sau đó thì hành động và sẽ đạt được. Lựa chọn kết quả trước, ví dụ là đó là mục tiêu đấy, trong năm nay chúng ta đặt mục tiêu là gì, hoặc là trong 5 năm tới chúng ta đạt mục tiêu là gì, đó là lựa chọn kết quả trước. Đó là tư duy người giàu, là lựa chọn kết quả trước sau đó mới quay trở lại để hành động để đạt được cái kết quả đó, đúng quý vị? Còn tư duy người nghèo thì gì ạ? Tư duy người nghèo thì luôn luôn là làm, không đặt mục tiêu, không lựa chọn kết quả và làm đến đâu biết đến đó. Đó, giống như là đi mò mẫm trong một cái khu rừng mà không có lối ra, hay là chúng ta thấy không biết là ngày mai như thế nào. Đúng không ạ? Vâng, đó là câu chuyện như vậy và chúng ta phải định vị mình, chúng ta phải định vị mình là đang ở đâu và chúng ta biết mình là hiện nay đang ở đâu. Chúng ta mong muốn điều gì? Và đương nhiên rồi thì chắc chắn là chúng ta phải định vị mình đang ở đâu. Không biết là quý vị các bạn đã định vị mình hiện nay đang là ai chưa? Chúng ta đang như thế nào chưa? Chúng ta thể comment ở bên nhá. Và chúng ta có thể comment đi ạ. Xin mời quý vị ở bên dùng một chút nước. Và chúng ta phải định vị mình, chúng ta định vị mình là ai, đúng không ạ? Chúng ta không biết mình là ai thì nó giống như là gì, chúng ta cũng không biết là cái hướng, cái đích tới của chúng ta là gì đâu. Vì chúng ta sẽ biết như thế này. Theo kim tứ đồ của Robert Kiyosaki thì có chia ra thành bốn nhóm người trong xã hội, đúng không ạ? Bốn nhóm người trong xã hội để tạo ra của cải vật chất. Và chúng ta sẽ thuộc trong nhóm nào ạ, quý vị? Thì Ngọc Bình sẽ phân tích về kim tứ đồ. Ngọc Bình sẽ phân tích về kim tứ đồ để quý vị có thể là định vị mình, định vị lại bản thân của mình hiện nay đang đứng ở đâu trong kim tứ đồ và chúng ta sẽ phải làm gì, đúng không ạ? Thì cái nhóm đầu tiên trong kim tứ đồ thì chúng ta được biết đó là nhóm làm công ăn lương, nhóm đầu tiên bên trái, ô đầu tiên bên trái kim tứ đồ đó là nhóm L, đúng không ạ? Làm công ăn lương. Và cái nhóm này thì sao? Nhóm này hầu như là chúng ta thường gặp trong cuộc sống rất là nhiều. Đó là những người làm công ăn lương hàng tháng, công chức viên chức, rồi là gì, làm lao động phổ thông đó, thì cứ tháng này lĩnh lương, tháng này lĩnh lương, đó là gì ạ? Đó là nhóm làm công ăn lương. Và làm công ăn lương thì phải đánh đổi thời gian, đánh đổi công sức để có được tiền, đúng không ạ? Và nếu mà muốn tăng được thu nhập thì phải tăng giờ làm thêm hay là tăng ca, ví dụ công nhân phải tăng ca thì mới có thêm tiền, có thu nhập. Đấy là nhóm làm công ăn lương. Và gì ạ? Nếu mà chúng ta muốn được thêm tiền phải làm nhiều việc hơn,
phải dành nhiều thời gian hơn. Đây là phải đánh đổi thời gian, đánh đổi công sức để có tiền. Và khi nào gì ạ? Chúng ta ngừng làm việc thì là ngừng tiền, không có tiền. Đúng quý vị, đấy là nhóm đầu tiên, nhóm L, nhóm làm công ăn lương. Và đa phần chúng ta thường gặp. Và trước kia Ngọc Bình cũng vậy, Ngọc Bình cũng ở cái nhóm này. Và Ngọc Bình cũng ở nhóm này và hàng tháng lĩnh lương như vậy. Ngừng làm việc là hết tiền, đánh đổi thời gian, công sức. Và tiếp theo là nhóm thứ hai ở bên trái của kim tứ đồ, đó là nhóm T, đúng không ạ? Nhóm T là nhóm làm tự mình đấy, nhóm làm tư đấy, tự mình. Ví dụ như là quý vị ra kinh doanh đấy, chủ của một nhà hàng cà phê, một cái quán cà phê, hay là một cái shop thời trang, hay là chủ một cái cửa hiệu, hay là một cái cửa hàng tạp hóa, đúng không ạ? Hay tự, tức là tự mình bỏ thời gian này, bỏ vốn này, bỏ tiền ra này. Đó là tự mình đó là nhóm làm tư khổ chủ, đúng không ạ? Chúng ta gọi là làm chủ, mình tự làm chủ, nhưng thực ra là khổ chủ, sẽ phải dành nhiều thời gian, dành nhiều vốn đó, và quản lý được rủi ro, quản trị được rủi ro. Và nhóm này gọi là gì? Làm chủ nhưng dành khổ chủ đó. Những ai theo dõi livestream của Ngọc Bình thì có thể comment là quý vị đang ở nhóm nào nhé. Nếu mà quý vị nghe Ngọc Bình phân tích thì quý vị đang ở nhóm nào, thì chúng ta biết được là mình đang ở đâu, chúng ta phải định vị mình đang ở đâu. Và kim tứ đồ thì nó sẽ chỉ cho chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu. Và kim tứ đồ đó là gì? Nó là bản đồ cho chúng ta đến con đường tự do tài chính. Kim tứ đồ đó nó giống như là cái bản đồ, nó giống như kim chỉ nam chỉ đường cho chúng ta. Giống như chúng ta bị lạc trong một khu rừng thì có một cái kim chỉ nam, cái la bàn đấy, định hướng cho chúng ta để ra khỏi khu rừng. Và kim tứ đồ cũng vậy, giúp cho chúng ta định vị được mình là ai và chúng ta phải làm gì. Quay trở lại với cái câu chuyện kim tứ đồ, thì nhóm làm tư, nhóm thứ hai bên trái kim tứ đồ thì phải dành nhiều thời gian, dành nhiều tiền, nhiều vốn để tự mình quản lý được rủi ro, đúng không ạ? Và làm việc còn nhiều hơn những cái nhóm làm công ăn lương. Phải làm nhiều hơn thì mới có tiền. Khi nào ví dụ quý vị ngừng buôn bán, ví dụ mở một cái cửa hàng quán cà phê đi, ngừng thì chắc chắn là không có tiền, và chắc chắn sẽ không có thời gian để đi đâu. Khổ chủ đấy, không có thời gian nhiều để đi đây đi đó, đúng không ạ? Nếu những ai đã từng là làm chủ và kinh doanh thì comment cho Ngọc Bình đấy ạ, chắc chắn là như vậy, có đúng không ạ? Chúng ta không có thời gian đâu, làm từ sáng đến tối đấy, đến tối mịt có thể đóng cửa hàng cửa hiệu, mới lúc đó mới đi nghỉ đi ngủ, và hôm sau lại như vậy, và sẽ có được nhiều thu nhập thì phải dành nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn, đúng không ạ? Và Ngọc Bình cũng đã trải qua cái góc độ làm tư này rồi. Ngọc Bình đã cũng đã từng buôn bán rồi, Ngọc Bình đã từng buôn bán rồi, và cũng cảm thấy cái bỏ nhiều tiền nhiều vốn ra nhưng cuối cùng thu lại kết quả rất là khó, đúng không ạ? Em Luyến đang ở nhóm số 2 và hiện tại đang dịch chuyển đến nhóm số 4, đúng không ạ? Vâng, nhóm số 4 là gì thì Ngọc Bình sẽ phân tích sau. Còn nhóm số 2 thì em Luyến cũng đang hiện nay là cũng đang ở nhóm tự mình, có nghĩa là Ngọc Bình biết là em Luyến đang có một cái cơ sở sản xuất áo đồng phục đó, nên là cũng là tự mình kinh doanh ở nhóm làm tư, và cũng rất là dành nhiều thời gian, mất nhiều thời gian và vốn, đúng không ạ? Nhưng ở nhóm một, nhóm làm công ăn lương, hay là nhóm thứ hai, thì chúng ta cũng có thể dịch chuyển sang nhóm thứ tư, đó là gì? Đó là nhóm nhà đầu tư, và Ngọc Bình sẽ phân tích sau. Và tiếp theo nhóm thứ ba ở bên phải kim tứ đồ, đó là gì? Đó là nhóm C, đó là nhóm chủ chuỗi doanh nghiệp. Chủ chuỗi đó là gì? Những ông chủ của một chuỗi, ví dụ như là chuỗi nhà hàng hay là một chuỗi thương hiệu đó, thì ông chủ này thì sao? Phải là đòi hỏi và rất là giỏi, phải tạo ra được cái doanh nghiệp mà có một cái một loạt như vậy, và chúng ta ít thường xuyên mà gặp được những ông chủ chuỗi này, nhưng họ đều có được những dòng tiền thu nhập thụ động từ việc là một chuỗi nhà hàng, ví dụ như là một chuỗi nhà hàng cà phê, hay là một chuỗi thời trang đó, là ông chủ chuỗi chủ lớn, hay một chủ chuỗi những công ty xây dựng chẳng hạn đó. Nhưng tuy nhiên thì sao ạ? Cái nhóm C này rất là ít người làm được, thì phải giỏi và họ phải bỏ nhiều vốn, và họ cũng phải cần rất là nhiều thời gian đầu tư vào nhiều tiền này, cần nhiều thời gian để quản lý này, hệ thống này, đúng không ạ? Hệ thống này, chủ chuỗi là chủ hệ thống này sản xuất, đúng không ạ? Chủ chuỗi là chúng ta ít gặp, nhưng ra họ dành nhiều thời gian, dành nhiều nguồn tiền, nhiều vốn để họ đổ vào đó, để họ có được dòng thu nhập thụ động, nhưng họ rất là vất vả, không, thậm chí là không có thời gian cho gia đình nữa, đúng không ạ?
Họ mà nghỉ đi chơi thì có thể nói rằng là phải có cái sự quản lý tiếp theo đó như thế nào đó. Và có tiếp theo ở nhóm thứ tư ở đây, và rất là nhiều quý vị chúng ta thấy rằng đang dịch chuyển, đó là gì? Nhóm thứ tư đó là nhà đầu tư, nhóm D, nhóm nhà đầu tư, đúng không ạ? Nhóm nhà đầu tư. Và chúng ta thấy nhóm nhà đầu tư là gì ạ? Chúng ta có thể là không tạo ra cho mình một công ty, hay không tạo ra cho mình một doanh nghiệp khổng lồ điều hành, chúng ta không đủ tài năng để chúng ta tạo ra cho mình, giống như ở nhóm C, nhóm chủ chuỗi, thì chúng ta có thể là gì? Mượn đòn bẩy của doanh nghiệp, chúng ta có thể là tiết kiệm những cái số tiền của chúng ta, có thể là từ những nhóm làm công ăn lương tiết kiệm những số tiền của chúng ta để dịch chuyển sang nhóm nhà đầu tư, hoặc chúng ta cũng đang từ người làm tư cũng có thể dịch chuyển sang nhóm nhà đầu tư, hoặc là chúng ta đang là chủ chuỗi cũng có thể dịch chuyển sang nhà đầu tư, để từ đó là mang được dòng tiền của chúng ta đi để cho doanh nghiệp họ sản xuất giúp chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta không phải tham gia vào quá trình sản xuất, không phải tham gia vào điều hành đó, giống như chủ chuỗi doanh nghiệp, chúng ta đang mượn đòn bẩy của doanh nghiệp, đúng không ạ? Đó là chủ đầu tư như vậy. Và Ngọc Bình đã chia sẻ rồi, trên thế giới những người giàu là những người đều đầu tư, và muốn giàu là phải đầu tư thôi, đương nhiên là vậy, đúng không ạ? Muốn giàu là phải đầu tư thôi, quan trọng là chúng ta đầu tư vào lĩnh vực gì, chúng ta chọn lĩnh vực gì để đầu tư đó, để tạo ra dòng tiền, để mang tiền đi ạ, tiền làm việc cho chúng ta, đúng không ạ? Đó, anh Thi nói rằng là mình đang làm chủ công ty tái chế cao su luôn cảm thấy quá vất vả và lo lắng bận bịu, nhưng tổng kết cuối năm chả được bao nhiêu. Chính xác anh Thi, ông chủ ví dụ ông tự làm chủ ấy, thì phải trả lương cho những người làm công đã, phải trả lương người làm công trước tiên đã đấy, cuối năm thì mới tổng kết lại rồi trả hết tất cả các khoản chi phí, sau đó thì cuối năm mới biết là mình được bao nhiêu, đúng không ạ? Đó, cuối năm mới biết là thậm chí là không có còn âm, rất vất vả, lo lắng. Rồi lo lắng là ví dụ như là anh Thi này, tái chế cao su phải lo lắng đầu ra có hay không đấy, cái công việc có đảm bảo cho các anh chị em công nhân làm hay không, vất vả chứ, lo lắng tính toán này, đôi khi là cũng stress căng thẳng mất ngủ, đúng không ạ? Đến tháng lương rồi phải lo cho cuộc sống anh em, trả lương như thế nào, và những người mà tự kinh doanh là những người nhận lương cuối cùng đấy, cuối năm, đúng không ạ? Ai ông chủ cũng vậy thôi, rất vất vả. Nên là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta định vị được mình là ai trong kim tứ đồ ấy, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng là chúng ta cần phải dịch chuyển, không nhất thiết là chúng ta phải bỏ toàn bộ cái công việc hiện nay chúng ta đang làm đó, chúng ta tất cả những ngành nghề, những công việc mà tạo ra giá trị cho xã hội, tạo ra giá trị cho bản thân, cho gia đình, thì Ngọc Bình nghĩ rằng là đều trân trọng và rất là trân quý. Và Ngọc Bình luôn trân trọng, trân quý như vậy, rất là trân trọng những chúng ta đều xuất phát, đúng không ạ? Từ những gia đình có thể là ít, có thể ít người xuất phát từ những gia đình giàu có, hay là gọi là châm anh thế phiệt đấy, hay là xuất phát từ vạch đích rất là ít, nhưng chúng ta thấy rằng đều hầu như là xuất phát từ những gia đình nông thôn, rồi là xuất phát từ gia đình lao động vất vả như công nhân, bố mẹ công nhân, đúng không ạ? Hay là xuất phát từ gia đình nghèo khó đông con, đúng không ạ? Thì Ngọc Bình cũng vậy ạ, xuất phát từ bố mẹ Ngọc Bình trước kia là làm công nhân, gia đình thì đông con đấy, nên là cho cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn để tốt nghiệp được đại học, và mong muốn thì thoát nghèo lên bằng cách là gì? Có công việc ổn định, có đồng lương ổn định, thế là tuyệt vời rồi. Đó là cách như vậy là quá tuyệt vời rồi, phải không ạ? Nên là tất cả chúng ta đều trân trọng những ngành nghề hiện nay xã hội phân công rồi, đều trân trọng, đều trân quý. Ngọc Bình cũng vậy, rất là biết ơn tất cả các cái công việc của quý cô chú ngoài kia, các anh chị ngoài kia đang làm việc, rất là trân trọng, rất là biết ơn. Nhưng tuy nhiên không vì lý do vậy mà chúng ta nói rằng là gì? Chúng ta không có cách để chúng ta tự làm giàu lên. Và chúng ta phải vẫn có cách, chúng ta vẫn làm cái công việc hiện tại, nhưng chúng ta sẽ dịch chuyển dần dần cái dòng tiền của chúng ta, có thể tiết kiệm. Chúng ta biết rồi, chúng ta đã muốn giàu phải đầu tư thì chúng ta biết rồi. À, ngày hôm nay tôi lĩnh lương, tôi tiết kiệm một chút tôi chuyển sang đầu tư. Hay là ngày hôm nay những ai làm tư tôi có được cái thu nhập tôi chuyển một chút sang đầu tư, hay là những ông chủ chuỗi có thể vẫn là đầu tư, phải không ạ? Như vậy muốn giàu phải đầu tư thôi, chắc chắn như vậy. Và nếu như chúng ta mà không muốn làm việc đến cả cuộc đời này thì chúng ta hãy tạo ra cho mình bằng những dòng thu nhập thụ động, đó là từ lĩnh vực đầu tư. Chính vì vậy ngày hôm nay mình chia sẻ với quý vị rằng kim tứ đồ của Robert Kiyosaki
Vâng, tác giả của rất là nhiều cuốn sách hay dạy con làm giàu. Và trong những cuốn sách Cha giàu cha nghèo thì ông Robert Kiyosaki cũng đã nói rằng là người cha của ông Robert trước kia dạy người cha giàu đấy, nói rằng là nếu như con làm một công việc mà có thể là gì ạ, con chịu được vất vả một vài năm đó, con đầu tư đúng không? Đầu tư và con chịu vất vả một vài năm và sau này thì con sẽ có lợi nhuận gấp hàng trăm ngàn lần và con sẽ có thời gian đúng không ạ? Anh Lương Bá Phương nói rằng là gì, hôm nay ngồi nhìn nhìn lại những năm tháng đã qua, xem lại những gì đã và sẽ làm, tự nhiên là nghĩ ra như thế này. Và Ngọc Bình xin đọc comment của anh Lương Bá Phương, đang là một bác sĩ nhưng đã nắm bắt được lĩnh vực đầu tư. Là một người bình thường, bạn không nên và không nhất thiết phải cố gắng trở nên vĩ đại theo định nghĩa của riêng nó, bởi vì chỉ những cá nhân kiệt xuất mới có cơ hội trở nên vĩ đại. Thay vào đó, hãy đồng hành cùng những cá nhân xuất sắc, rồi bạn cũng sẽ có được cơ hội trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Thế là đủ. Vâng, rất là cảm ơn anh Lương Bá Phương. Chính xác là chúng ta không nhất thiết là phải trở nên mình vĩ đại, rất là khó đúng không ạ? Kiệt xuất rất là khó, nhưng chúng ta có những cách để chúng ta đồng hành cùng với những người xuất sắc, đồng hành cùng với doanh nghiệp tuyệt vời. Chúng ta đang mượn đòn bẩy, ví dụ như là với Elite Sky thì sao, chúng ta đang mượn đòn bẩy của một vĩ nhân, đó là Ngài Anatoly Zhivkov, một nhà khoa học và là một doanh nhân đó, người đã cống hiến đến nay là gần 50 năm cuộc đời cho mình vì khoa học, vì công nghệ, vì tập đoàn Elite Sky đúng không ạ? Đã cống hiến gần 50 năm cuộc đời như vậy. Thì đó là những vĩ nhân chúng ta thấy. Một người mà đồng hành cùng và kiên trì mà đến gần 50 năm, đó là gì? Vĩ nhân, tầm nhìn của một vĩ nhân. Thì chúng ta đang mượn đòn bẩy của vĩ nhân và doanh nghiệp của chúng ta đang trở lên gì ạ? Đang trở lên là đang là những gã khổng lồ chúng ta thấy, và chúng ta đang mượn đòn bẩy là đứng trên vai người khổng lồ. Thì khi mà chúng ta đang tài trợ vào dự án như vậy, chúng ta đang sở hữu cổ phần của doanh nghiệp như vậy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ, đương nhiên là chúng ta sẽ trở lên gì ạ? Trở lên giàu có thôi là điều đương nhiên, và chúng ta trở lên là gì? Chúng ta sẽ trở lên tự do về thời gian, phải không ạ? Đúng ạ, chúng ta quá may mắn khi lão bộ mở ra đủ rộng để đón nhận ưu. Chính xác là chúng ta đang nắm giữ cổ phần doanh nghiệp thì không phải ai, và mình thấy rằng là không phải ai cũng đón nhận cơ hội này, vì đó là phải ở dạng tầm nhìn. Thì thường là chúng ta hay đón nhận ở dạng gì ạ? Tầm mắt, chúng ta nhìn trước mắt, chúng ta không nhìn về lâu dài. Có thể nói rằng là chúng ta khi mà chưa có được những cái lợi nhuận cho chúng ta thì có thể chúng ta nghĩ nó rất là lâu đúng không ạ? Nó rất là lâu đấy ạ. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta đang gì, luôn luôn nhớ rằng là chúng ta đang đồng hành cùng với một doanh nghiệp khổng lồ, và Ngài Zuki nói rằng là đó là một gì, đó là một ngành đấy. Chúng ta xin nhắc lại, Ngài chủ tịch của chúng ta nói là tập đoàn UT nó là một ngành. Ngài nói rằng là nếu như mà tôi bán kem đánh răng đấy, dao cạo râu, hay là tôi bán bánh mì kẹp thịt, hay là bán những chiếc iPhone, thì tôi đã kiếm được hàng triệu đô la từ rất lâu rồi, tin tôi đi. Đấy, đấy là lời Ngài Zipki nói như vậy. Nhưng ở đây chúng ta đang làm một cái lĩnh vực nó vô cùng khó, nó là một ngành giao thông đó. Ngành giao thông thông minh nó là đang khởi đầu cho một kỷ nguyên về giao thông thông minh. Nó là một ngành nha quý vị nha, nó khác với một cái lĩnh vực khác. Hay là gì ạ? Ngài Zipki còn so sánh, nếu như mà sản xuất những ô tô điện thì với tập đoàn của ta thì cũng đã kiếm được hàng triệu đô la từ rất là lâu rồi, về lợi nhuận rồi. Nhưng chúng ta đang tạo ra một ngành vô cùng lớn mà có thể so sánh với gì ạ? Hãng xe ô tô Ford rồi Boeing, các cái doanh nghiệp về vận tải, những lĩnh vực về giao thông cộng lại cơ mà. Chúng ta thấy không ạ? Nên là quý vị hãy so sánh. Hay là cái câu chuyện mà quý vị có thể nghe là đó là gì? Đó là câu chuyện của một con voi và một con chó đúng không ạ? Con voi mẹ và một con chó. Chúng ta đã nghe câu chuyện này chưa ạ? Quý vị có muốn Ngọc Bình kể câu chuyện này không ạ? Voi mẹ. Câu chuyện con voi mẹ và con chó mẹ. Quý vị có muốn Ngọc Bình kể câu chuyện này không ạ? Vâng, em xin chào chị Trần Hương. Xin chào chị Nguyễn Tuyết Mai. Vâng. Anh Thi đang đang comment là rất là ngưỡng mộ anh Lương Bá Phương đúng không ạ? Một bác sĩ quân đội, bác sĩ quân y. Và Ngọc Bình cũng rất là may mắn được gặp gỡ anh Lương Bá Phương tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc rồi. Và cũng rất là may mắn được anh Lương Bá Phương là chiêu đãi món rượu Kim Sơn đúng không ạ? Quê hương của anh Phương, và Ngọc Bình rất là may mắn là say quên đường về. Anh Phương còn đó không ạ?
Say say quên lối về đấy, say quán rượu Kim Sơn, say quán đã được thưởng thức rượu Kim Sơn gì ạ, Kim Sơn Linh Bình, rượu bầu đá đấy. Hôm nay Phương ra mời Ngọc Bình, Ngọc Bình quên cả lối về, quên cả lời gửi lời chào đến Lương và Phương, chỉ biết là lên taxi là về nghỉ không biết như nào luôn, say quá. Nhưng mà rất là vui, cảm ơn anh Lương và Phương. Và đã ai được thưởng thức rượu Kim Sơn gì ạ, bầu đá rượu đặc sản của Linh Bình đấy. Và chúng ta rất là tuyệt vời khi mà cổ đông của chúng ta có mặt ở trên mọi miền của Tổ quốc. Và Ngọc Bình tin chắc rằng là khi mà quý vị đến đâu đó, đúng không ạ, chúng ta đến đâu thì chúng ta đều có các cổ đông tuyệt vời là sẵn sàng để giao lưu và gặp gỡ chúng ta, vì chúng ta đang cùng một công ty, chúng ta đang cùng một tập đoàn, và chúng ta đang cùng giúp nhau, chúng ta cùng giúp nhau trở nên về tự do về tài chính hơn. Và chúng ta đã chia sẻ cho rất là nhiều các quý vị khi mà đón nhận, và Ngọc Bình cũng đã chia sẻ cho rất là nhiều quý cô chú anh chị từ Bắc vào Nam, đúng không ạ, ở đâu cũng có, và rất là tuyệt vời, có những quý nhà đầu tư mà tự tìm đến cơ hội đấy. Chúng ta có hai hai dạng, là một là chúng ta chia sẻ thì sau khi phân tích thì họ nghiêm túc tìm hiểu cơ hội và họ đón nhận cơ hội. Hai là chủ động, có những nhà đầu tư là chủ động tìm kiếm cho mình cơ hội, họ mong muốn là thoát nghèo đó, họ mong muốn là đi tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống hiện nay, thì họ sau khi được ai đó chia sẻ, hay là họ tự tự tìm kiếm trên internet, trên Google đấy, thời đại công nghệ thông tin rồi. Có ai ngồi đây chúng ta nói rằng là bây giờ chúng ta không biết thông tin đâu? Vâng, bây giờ chúng ta được thấy rồi, chatbot đúng không, trí tuệ này đình đám rồi đấy, trí tuệ nhân tạo AI, chatbot GPT trả lời rất là thông minh như vậy. Bây giờ công nghệ thay đổi liên tục đó, có thể ngày hôm nay chúng ta thấy công nghệ như thế này, nhưng mai sau nó đã là rất là lạc hậu rồi. Mà như vậy mà chúng ta không theo công nghệ, hay là còn ai đó ngồi đây nói rằng là UAT nó không có thật, hay là nó thế này thế kia, thì chúng ta quá lạc hậu phải không ạ? Chúng ta đang đi lùi, và chúng ta cái tầm nhìn chúng ta chưa vượt ra khỏi cái lũy tre làng. Hay là chúng ta được Ngọc Bình nói tầm nhìn từ nhà xuống bếp đấy, chúng ta lại đi đánh giá rất là nhiều nhà đầu tư là tầm nhìn từ nhà xuống bếp và chưa vượt qua lũy tre làng, hay là nghe người này có người kia và đánh giá cả một công trình vĩ đại của ngài Diệp Kỳ đấy, đánh giá như vậy đó, phải không ạ? Vâng, và đánh giá và không chịu nhìn nhận ra đó là sự thật. Nếu như chúng ta không thay đổi thì chắc chắn là chúng ta sẽ lạc hậu thôi. Chúng ta đứng lại hiện nay, chúng ta đứng lại rồi là chúng ta đã lạc hậu rồi, chứ chưa nói là chúng ta thay đổi. Còn không thay đổi thì đương nhiên là tụt hậu thôi. Cách đây rất là nhiều năm thì có ai nghĩ rằng là chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau trên mạng xã hội Facebook à? Không tin tưởng được điều đó, là ngày nay chúng ta đang ngồi đây với nhau, Ngọc Bình đang ngồi chia sẻ với quý vị đây cũng thông qua kết nối với nhau trên mạng xã hội Facebook, và hiện nay chúng ta gọi là gì, vạn vật kết nối rồi. Vâng, vạn vật kết nối internet đấy, con người kết nối với con người thông qua mạng xã hội, rút ngắn tất cả khoảng cách địa lý, không còn lý do, không còn cái lý do gì gọi là xa cách nữa. Giống như vừa rồi Ngọc Bình nói chuyện với anh William Hoàng, một trong những cổ đông đang ở Mỹ và hiện nay đang có mặt tại Dubai, Sara cũng qua mạng xã hội Facebook. Đó, vạn vật kết nối với nhau internet rồi, nên là mọi chuyện chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể là kiểm tra được, kiểm chứng được, chứ không phải chúng ta ngồi đây mà không nói chuyện ở ngoài kia nó có cái gì đâu đó, là chúng ta đang đi tụt hậu, chúng ta đang đi lùi với xu thế. Và chỉ cần đứng yên thôi thì đã là tụt lùi rồi. Chưa kể là chúng ta đang đi theo còn chưa kịp. Còn công nghệ Unisky nó vẫn đang diễn ra hàng ngày. Quý vị không nắm bắt cơ hội thì người khác nắm bắt cơ hội. Quý vị bỏ qua thì chắc chắn sau này quý vị vẫn phải di chuyển trên con tàu tập đoàn Unisky. Vì sao? Vì nó thân thiện. Vì sao? Vì nó an toàn. Vì sao? Vì chi phí đi lại trên đó nó thấp. Nó giúp cho chúng ta thoải mái hơn, an toàn hơn. Thì tội gì chúng ta không chọn một cái dịch vụ như vậy. Một là chúng ta là người sử dụng, khách hàng và trả tiền. Hai là gì? Hai là chúng ta vừa là khách hàng nhưng chúng ta lại là đồng sở hữu công nghệ đó, thì chúng ta lựa chọn như thế nào? Đó, và do quý vị đúng không ạ? Lựa chọn quý vị chứ có ai là bắt quý vị có thể chọn được không ạ? Chúng ta có muốn thay đổi hay không thôi. Và còn nó vẫn diễn ra. Đấy, chúng ta không đón nhận thì nó vẫn diễn ra, và ngày hôm nay rất là nhiều quý nhà đầu tư không đón nhận nhưng tập đoàn Invesco vẫn lớn mạnh. Nó vẫn đang có rất là nhiều đơn hàng hợp đồng rồi. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rồi. Trong bài phát biểu của ngài Diệp Kỳ rồi, trả lời những câu hỏi quan trọng. Ngài Diệp Kỳ nói rằng là gì ạ? Năm 2022 sắp tới này chúng ta sẽ có báo cáo kiểm toán, thì cái lợi nhuận của chúng ta có tăng lên rất là nhiều, đáng kể. Đó. Tăng lên đáng kể, đúng không ạ? Lên là sao?
nên là chúng ta lựa chọn hay không, đó là do chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta thay đổi hay không là do chúng ta, hay là gì ạ, chúng ta có quyết định hay không là do chúng ta. Và như quý vị muốn giàu ạ, đúng không ạ, chúng ta lại còn phải ép cho quý vị gì ạ, chúng ta không muốn giàu làm sao mà chúng ta người khác ép cho chúng ta được là phải giàu. Đó là chúng ta muốn thay đổi hay không, đó là câu chuyện như vậy. Nên là thế giới thay đổi nhanh chóng rồi, chúng ta không thay đổi là chúng ta lạc hậu thôi. Chúng ta hãy đặt tầm nhìn của mình vào gì ạ, tầm nhìn của các chính trị gia, vào đặt vào công nghệ Eureka như nào. Chúng ta thấy là ngay cả quốc vương Dubai, người đã biến Dubai đúng không? Từ một cái làng chài ven biển như vậy gần 50 năm thôi đã phát triển rất là lớn mạnh đó, cái gì nhất đúng không, đó chúng ta đấy mà đã đặt tầm nhìn của quốc vương Dubai vào công nghệ Eureka thì chắc chắn là không phải chuyện vừa đâu, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng điều này thì chúng ta cũng đã tự mình đánh giá. Và không ngẫu nhiên một công nghệ mà hơn 144 các cái báo chí truyền thông uy tín, truyền hình uy tín, ngay cả truyền hình Tokyo Nhật Bản 2 lần đến với Beirut để đưa tin, hay là truyền hình của Pháp đúng không ạ, hay là truyền hình của Mỹ, hay là truyền hình của gì ạ, Australia, hay là truyền hình Peru, hay là CNN, rất là nhiều kênh truyền hình chính thống đưa tin. Không có một cái công nghệ nào là ngẫu nhiên như vậy mà PR miễn phí cho công nghệ Eureka đâu. Nên chúng ta hãy đặt tầm nhìn vào như vậy và chúng ta đánh giá như vậy thì chắc chắn là Ngọc Bình tin rằng quý vị sau live stream ngày hôm nay quý vị sẽ đón nhận và luôn luôn học từ trẻ nhỏ. Đó là gì, chúng ta hãy giống như là một ly nước dâng đúng không, học trẻ nhỏ cách là gì ạ, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Chúng ta hãy học trẻ nhỏ bằng cách gì, xác định được mục tiêu của chúng ta như thế nào đó và thực hiện đến cùng mục tiêu đó, không thay đổi. Và ngày hôm nay thì Ngọc Bình ngồi đây chia sẻ với quý vị, còn ngoài kia còn rất là nhiều nhà đầu tư hay là rất là nhiều người mà chưa hiểu về tập đoàn Yuka có thể nói rằng là thế này thế kia, à quý vị cũng vậy thôi, thì cái chuyện đó là hoàn toàn bình thường, không sao cả. Vì sao ạ? Vì theo cái định luật là 90-10 rồi, 90-10, 10% nắm giữ 90% tài sản thế giới. Trước kia là 80-20 nhưng công nghệ phát triển thì 90-10 thôi. Nên cái lượng người mà phản đối, lượng người chưa hiểu đó là chuyện bình thường, nên là chúng ta không có gì để băn khoăn. Và luôn nhớ rằng thay đổi một người, thay đổi tư duy một người vô cùng khó, chi bằng là thay đổi và thay đổi chính bản thân. Và trong cộng đồng của Ibikai thì Ngọc Bình có nhớ một câu của cổ đông Đặng Giang Đà Lạt nói rằng gì ạ, thay đổi người khác là thần kinh đó. Đấy, Ngọc Bình thấy rất ấn tượng câu này, thay đổi chính mình là thần thánh đó, đúng không ạ? Đặng Giang cổ đông Ibikai sống ở Đà Lạt nói rằng là như vậy. Vâng, rất là hay đúng không ạ? Thay đổi người khác là thần kinh, thay đổi mình là thần thánh. Nên là quý vị nếu như đang chia sẻ ai đó cơ hội Ibikai mà có việc từ chối thì sao ạ, thì không sao cả, chúng ta vẫn cứ tiếp tục gieo duyên gieo hạt thiện lành đến ai đó đón nhận cơ hội thì đó là phúc, là phần, là cái hữu duyên. Còn ai đó không đón nhận thì thôi bỏ qua, không sao cả. Để mà thay đổi một tư duy của một người vô cùng khó đấy, ta không phải là quá là thay đổi, quá thay đổi họ làm gì, hãy tự thay đổi mình, hãy nâng cấp mình lên, học hỏi trau dồi hiểu sâu hơn để lần sau mình có những cái đánh giá, những cái phân tích sâu sắc hơn để giúp cho người đó hiểu ra, để đón nhận cơ hội, hay là giúp cho nhiều người khác đón nhận cơ hội giống như mình. Đó. Mình chia sẻ người nào đó không đón nhận, thứ nhất là do đầu tiên là gì ạ, cũng là một phần là do lỗi của mình chưa biết cách phân tích, hay là mình chưa biết cách để gì để chia sẻ đó, họ không đón nhận là mất đi cơ hội của họ. Đó là đầu tiên là do mình đã, không, do bản thân mình là chưa đủ cái năng lực, đủ năng lực để phân tích, để đánh giá, để họ hiểu về cơ hội này. Vì thực sự cơ hội này rất là lớn, không phải ai nhìn nhận được. Lỗi đầu tiên là chúng ta đấy, nên chúng ta phải thay đổi chính bản thân, học hiểu sâu dự án, tâm huyết dự án, tìm hiểu sâu thì chắc chắn là lần sau chúng ta sẽ chia sẻ tốt hơn cho người đó, hay là cho những ai đó. Và mỗi lần như vậy chúng ta sẽ rút ra kinh nghiệm cho chính chúng ta, phải không ạ? Nên là gì ạ? Nên là chúng ta thay đổi chính ta. Và gì ạ? Khi ai đó đón nhận cơ hội thì tiếp theo đó gì? Họ từ chối cũng là bản thân của họ, vì cái tôi của họ quá lớn. Hay là gì ạ? Hay là vì họ luôn luôn sợ hãi, hay họ đã trải qua được những việc là họ mất tiền ở các dự án nọ kia nên là họ sợ. Đó. Đúng quý vị. Vâng, chúng ta thì đúng ạ. Nên là thay đổi một người vô cùng khó. Nên chúng ta hãy thay đổi bản thân chúng ta. Đúng ạ. Và Ngọc Bình xin chúc cho tất cả quý vị các bạn chúng ta hãy tự mình, đúng không ạ? Tự mình được nâng cấp bản thân lên, phát triển bản thân lên.
phát triển bản thân lên, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ hữu duyên, chúng ta sẽ gieo duyên, gieo nhân hạt Ulika, dân gieo cái duyên này đến với những ai, những cái mảnh đất màu mỡ thì tự khắc nó sẽ nảy mầm thôi. Hay là gì ạ? Hay là thay việc giống như là ví dụ là chúng ta đang mải mê đi tìm kiếm những đàn ngựa thì không bằng là chúng ta gì ạ? Hãy trồng một cái đám cỏ, đồng cỏ xanh để ngựa tự quay trở về. Thì giống như cái câu chuyện ngày hôm nay là chúng ta tự nâng cấp bản thân mình lên, thì chắc chắn là một ngày nào đó thì Ngọc Bình tin chắc rằng quý vị sẽ gieo duyên rất là tốt với cái cơ hội này, và cái cơ hội này nó không còn nhiều đâu, nó không còn nhiều đâu. Ngày hôm nay chúng ta còn ngồi ở đây nói chuyện với nhau, chúng ta còn chia sẻ cho nhau thì chúng ta đang còn cơ hội, còn một vài tháng tới chẳng hạn chúng ta ngồi nói chuyện với nhau về tập đoàn sang dự án mục tiêu rồi là lúc nào chia cổ tức hay là như thế nào, thì lúc đó thì nó đã hết cơ hội rồi. Đó, nó hết cơ hội rồi thì chúng ta có chạy không kịp, chạy không kịp. Giống như câu chuyện mà bạn cứ thành công đi, tôi sẽ theo bạn, thì lúc đó thì làm sao mà kịp được. Một người chia sẻ với quý vị mà bạn cứ thành công đi thì tôi theo bạn, lúc đó thì các bạn thành công rồi thì họ giống như là một người đã biết chạy rồi, với một người đã biết chuẩn bị tập chạy đấy, đang chuẩn bị bò ra chạy thì sao mà kịp được. Hay là giống như câu chuyện gì ạ? Đợi cho tập đoàn lên sàn đi thì tôi đầu tư, và đi lên sàn các bạn đầu tư không sao cả, lúc đó thì các bạn chắc ăn, đúng không ạ? Chắc ăn thì sao, lúc đó thì các bạn bỏ ra một số tiền vô cùng lớn đấy. Các công ty công nghệ thì về IPO thì không có một cái con số dưới 10 đô la, đúng không ạ? Và các bạn chỉ tính đơn giản thôi, không cần tính sâu xa. Với tập đoàn Invicai, cổ phần Invicai là 1 đô thôi, nếu như có 1 triệu cổ phần ngày hôm nay thì chúng ta chỉ bỏ ra, nếu mà chúng ta đang tận dụng được cái phiếu 1/100 hoặc là tận dụng được cái chương trình Fair of the Future ấy, thì 1 triệu cổ phần hiện nay là rất là dễ thôi, hơn 10.000 đô một chút thôi. Hơn 10.000 đô nó rơi khoảng tầm 250 triệu, 260 triệu thôi, chúng ta có 1 triệu cổ phần. Nhưng với 1 đô thì sau này quý vị phải bỏ ra 1 triệu đô, đấy là thấp nhất, mới sở hữu được 1 triệu cổ phần. Thì đấy, đợi lên sàn đi ạ. Và Ngài Zuki nói rằng là tôi đã dành cả cái cuộc đời cho công nghệ này thì không có nghĩa là để lên sàn với giá 1 đô. Đấy là chúng ta đã hiểu ý như vậy. Và cái câu chuyện và tất cả những cái lịch sử của các công ty công nghệ lên sàn khi mà IPO đấy, lần đầu tiên phát hành cổ phần thành cổ phiếu ấy, thì không có câu chuyện dưới 10 đô. Đấy là chúng ta chỉ thấy một bài toán như vậy. Và chúng ta lại tiếp theo chúng ta luôn ngẫm một bài toán, nếu như chúng ta đang làm công việc hiện tại, ví dụ lương trung bình 10 triệu một tháng tiết kiệm được 5 triệu thì chúng ta phải mất gì ạ? Hơn 80 năm cuộc đời mới có được một số tiền 5 tỷ. Để 5 tỷ để làm gì? Để chúng ta có một ngôi nhà, chúng ta có một chiếc xe đẹp, hay là chúng ta có một ít tài khoản ngân hàng để phòng những cái việc rủi ro. Nhưng 5 tỷ trong 80 năm tới thì cái con số đó nó không còn nhiều giá trị nữa, bởi lạm phát, đúng không ạ? Đấy, đây là chúng ta có hai bài toán trong cuộc đời chúng ta. Một là bài toán chúng ta thu nhập như thế nào để chúng ta có được số tiền trong tương lai cho chúng ta, cho con cháu chúng ta. Hai là gì ạ? Hai là bài toán quý vị đầu tư tại thời điểm nào cho nó phù hợp nhất, số tiền ít nhất nhưng lại được lợi nhất, được nhiều cổ phần nhất, đó là gì? Đó, chúng ta đã là thắng ngay từ thời điểm xuống tiền, chúng ta đã lợi về vốn là như vậy, phải không ạ? Lợi về vốn. Nhà đầu tư khôn ngoan, nhà đầu tư thông minh là phải tận dụng được những cái thời điểm ưu đãi lợi về vốn, và hãy đánh giá và nhìn vào giá trị chứ đừng nhìn vào giá cả. Giá trị ở đây là gì? Giá trị ở đây là cổ phần tập đoàn Invicai đã được định giá là 1 đô la trên một cổ phần, đó là giá trị, đúng không ạ? Đó, nên chúng ta nhìn vào đó, phải không ạ? Và anh Phương nói rằng là gì ạ? Người bình thường cũng có thể có lối đi riêng, nhưng thường là đi ra đi ra một đâu đó, đúng không ạ? Và em xin chào chị Bùi Cúc. Có câu chuyện ngay tại Việt Nam thôi, khi công ty bán cổ phần ưu đãi này cho công nhân thì thực chất là cũng là huy động vốn, nhưng đa số công nhân thì bán lúa lon, đúng rồi. Và có những người như là bảo vệ rồi quét rác và âm thầm mua và đã có tài sản lớn, chính xác. Cái câu chuyện ở Việt Nam là cũng là như vậy đấy ạ. À, mình được thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có nhiều thời điểm là cái công ty cổ phần ấy có bán lại một cái giá ưu đãi cho công nhân những cái cổ phần. Nhưng tuy nhiên là họ khi mà thấy lên giá x1, x2 thì họ bán đi, và những người vẫn âm thầm họ biết được giá trị cổ phần doanh nghiệp thì họ lại gom vào. Và khi mà cổ phần đó lên sàn, nó up lên sàn rồi ấy, và giá trị nó tăng trưởng thì những người đó là người có lợi nhất, và công nhân vẫn tiếp tục thôi ạ, vẫn tiếp tục làm được cái lợi một chút trước mắt đấy ạ.
Và để mà nói được cái câu chuyện này thì chúng ta hãy nhớ được cái bài học của câu chuyện ba miếng dưa hấu đúng không ạ? Ngọc Bình đã kể cho quý vị câu chuyện ba miếng dưa hấu ở những cái livestream trước rồi. Tìm đến tỷ phú Rockefeller đấy ạ, cái anh thanh niên này đấy. Khi mà đến đó thì ngài đã bổ ba miếng dưa hấu có cái kích thước khác nhau và anh này đã chọn ngay một cái miếng dưa hấu to nhất để ăn. Và ông Rockefeller thì ông chỉ chọn cái miếng nhỏ thôi, nhưng mà tuy nhiên là ông ăn nhanh hai miếng đúng không ạ? Thì hai cái miếng nhỏ này cộng vào thì nó sẽ còn lớn hơn rất là nhiều cái miếng lớn mà anh kia đang ăn. Như vậy là gì ạ? Chúng ta thường là nhìn vào cái lợi trước mắt, quên đi cái lợi lâu dài, cái lợi ích trước mắt. Nó giống như câu chuyện đầu tư, nếu như chúng ta không chúng ta đang đầu tư dài hạn thì chúng ta phải nhìn vào cái lợi lâu dài. Và giống như cái câu chuyện mà Ngọc Bình đã chia sẻ với quý vị, đó là câu chuyện của chú, tức là câu chuyện con voi mẹ và con chó mẹ đấy đúng không ạ? Con voi mẹ và con chó mẹ cùng mang thai một lúc đấy ạ. Quý vị nghe câu chuyện này rồi đúng không ạ? Cùng mang thai một lúc thì trong khi con chó mẹ mang thai ấy, thì có thể là sinh rất là nhiều lứa rồi, và có đến là cười nhạo con voi mẹ đấy, con voi voi cái đấy, voi mẹ đấy, bảo sao là chửa lâu thế mà mãi chẳng thích đẻ đúng không ạ? Thì con voi mẹ nói rằng là khi mà con của tôi chào đời thì cái bước chân của nó sẽ làm chấn động cả cái trái đất này. Và tất cả mọi người phải ngưỡng mộ, phải nhìn theo cái đứa con đó. Đó là nó có giá trị đúng không ạ? Thì cổ phần doanh nghiệp hay là đầu tư giá trị nó cũng vậy. Chúng ta phải cần thời gian và cái cây đúng không ạ? Cây lâu năm nó khác với cây mùa, cây rau mùa. Và nó cần thời gian như vậy và cái giá trị nó sẽ tương ứng. Và quý vị đồng hành với Yurika là chúng ta đang chăm sóc một cái cây cổ thụ và sau này chúng ta sẽ được hưởng những cái trái ngọt, và chúng ta cần cái thời gian thôi cái chuyện đó. Và thời gian với Yurika thì Ngọc Bình nghĩ là rất là nhanh chứ không phải là chậm. Sang năm thứ 9 gọi vốn mất 2 năm bị Covid. 2 năm chậm lại viết va là 4 năm. Thực tế là có hơn 5 năm thôi mà đã tạo ra được rất là nhiều các cái mô đen. Rất là nhiều cái mô đen tàu rồi. Có rất là nhiều các cái cấu trúc đường ray rồi. Và có nhiều đơn hàng làm việc rồi, là nhanh chứ không phải chậm. Có hơn 5 năm làm việc thực tế. Gặp rất là nhiều trở ngại rồi, khó khăn Covid rồi, Litva rồi, khủng hoảng kinh tế rồi, ABC rất là nhiều, nhưng tập đoàn vẫn đã và đang rất là lớn mạnh. Hơn 700 cán bộ công nhân viên làm việc, nhà ba xưởng sản xuất, nhà máy tại Beirut, một tòa nhà văn phòng 12.000 mét vuông 9 tầng. Có rất là nhiều những cái công nghệ khác nhau, ô tô điện dành cho người khuyết tật, rồi máy bay không người lái, rồi là kính chịu lực, rồi là động cơ thành phố tuyến tính, rồi mùn Utera đó, công nghệ Utera, con tàu Utera nhiều lắm đúng không ạ? Nên chúng ta làm được rất là nhiều việc chứ không phải là chúng ta chậm đâu. Đối với Ngọc Bình là nhanh, còn so với quý vị so sánh đâu, chúng ta chậm là do gì? Chúng ta nếu mà chúng ta nghĩ là chậm vì do là chúng ta quá là đầu tư, là chúng ta mong muốn là có những cái lợi nhuận ngay trước mắt, không nhìn về giá trị lâu dài. Ok không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã theo dõi livestream của Ngọc Bình. Thì Ngọc Bình đã chia sẻ với quý vị những câu chuyện vô cùng là vui, vì cái việc là chúng ta hãy nhìn lại một chút bản thân mình, hãy học từ những trẻ nhỏ, từ những cái rất là tuyệt vời đúng không ạ? Từ sự trong sáng của trẻ nhỏ, từ việc là học tập giống như là gì, một ly nước giấm, rồi chúng ta học cách mà chúng ta đứng dậy khi ngã như nào, và chúng ta biết gì ạ, thiết lập được mục tiêu cho chúng ta, và mục tiêu là khắc trên thép, chúng ta cứ thế mà chúng ta đi sẽ không rẽ ngang rẽ ngửa. Và chúng ta đã biết rất là nhiều những cái thông tin về tập đoàn Yurika. Qua cái đánh giá như vậy thì quý vị cũng tự ra cho mình những quyết định. Ngày hôm nay quý vị không tài trợ vốn thì có người khác tài trợ. Một là chúng ta vừa là khách hàng sử dụng, chúng ta vừa là đồng sở hữu công nghệ và được lợi nhuận từ đó. Hai là chúng ta chỉ là gì ạ? Chỉ là khách hàng thôi. Và công nghệ nó vẫn diễn ra, vẫn thành công. Và chúng ta sẽ chờ những cái thông tin tuyệt vời khi mà các cổ đông đang có mặt ở Dubai, đang có mặt ở Sara sẽ truyền tải lại cho Ngọc Bình. Thì Ngọc Bình sẽ có những buổi livestream tiếp theo cung cấp cho quý vị những cái thông tin quan trọng đúng không ạ? Nếu quý vị mong muốn đón chờ thông tin thì hãy ủng hộ Ngọc Bình bằng những livestream tiếp theo. Và Ngọc Bình xin gửi lời cảm ơn, biết ơn đến tất cả quý vị đến giờ này vẫn đang quan tâm ủng hộ Ngọc Bình. Và rất là cảm ơn đúng không ạ? Và xin chúc cho quý vị có được những cái kế hoạch riêng của mình trong năm 2023. Và đặc biệt hơn, chúng ta hãy sở hữu thật nhiều nhiều triệu cổ phần tập đoàn UT trước khi nó khép lại quá trình gọi vốn cho chúng ta, thì đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị.
Và chúc tất cả quý vị các bạn có một giấc ngủ thật ngon. Vâng, xin cảm ơn ạ. Và anh Phương nói rằng gì ạ? UST ngon rồi còn lại tiếp tục tài trợ Spaceway nữa đúng không ạ? Vâng, dự án Spaceway đưa con người, đưa ngành công nghiệp nặng ra khỏi không gian gần trái đất không dùng tên lửa. Đúng không ạ? Và rất là cảm ơn quý vị. Và xin chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon bên gia đình. Và xin chào.